Buổi tối đầu thu, trời bắt đầu se lạnh, những cơn gió mằn mát làm cho khí trời thêm trong lành và yên ả hơn bao giờ hết. Cổng kính cao tường, uy nga diễm lệ, đèn khổng minh cỡ đại được giăng lối đi vào. Sở Sao kéo lấy tà áo, bước nhẹ xuống bậc thang. Làn môi đỏ khẽ thở dài, quay đầu nhìn vào dạ tiệc, người với người bên trong sảnh lớn. Cô nhẹ lắc đầu một cái, đây vốn là thế giới không thuộc về cô mà. Ánh đèn hoa lệ, nhưng nụ cười xã giao đầy thâm sâu nông cạn. Sở Sao cô tự nhận mình không có thiền chất cao sang, nếu hôm nay không bị ba của cô ép đi sự buổi tiệc này, cô thật cũng chẳng bao giờ biết được thì ra có một thế giới xa hoa như vậy. Nơi cô đang đứng là khuôn viên của Tần gia, phía bên trong lễ hội linh đình chính là lễ đính hôn của đại thiếu gia Tần Sinh cùng thiên kim tiểu thư của Ngô gia, Ngô Đảm Tuyết. Hai người họ đúng là một cặp trời sinh, sánh bước bên nhau khiến ai cũng phải ghen tị. Nam thì đĩnh đạc tuấn tú, nữ thì xinh đẹp yêu kiều. Tuy Ngô gia so với Tần gia, dù gia thế hay sản nghiệp vẫn yếu thế hơn rất nhiều, nhưng vẫn xem là môn đăng hộ đối. Sở Sau cũng không muốn quản chuyện thiên hạ, cô chỉ phận cổi cút, chưa bao giờ mộng mị sẽ bay thành phượng hoàng. Nếu không vì ước nguyện của mẹ mình trước khi qua đời, cô nghĩ mình bây giờ đã rời khỏi Sở Gia, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại. Tuy đạm bạc nhưng hạnh phúc vui vẻ, không cần xem sắc mặt người khác để sống. Nhìn cánh hoa lan hồ điệp rung rinh trong gió, Sở Sao thả nhẹ bước chân, bàn tay búp măng trắng loãn có chút thổ xác, nâng nhẹ cành lan tím, môi đỏ nhếch nhẹ nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong veo dưới ánh trăng sáng đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, say sưa ngắm nghía vẻ phong tình của cánh lan hồ điệp. Chỉ tiếc là giây phút im ắng lại bị phá vỡ nhanh chóng. Đại thiếu gia và Ngô tiểu thư thật đẹp đôi nha. Đẹp đôi gì chứ, nếu nhị thiếu gia của chúng ta vẫn như ngày xưa thì nam chính bây giờ là cậu ấy rồi. Này, cô nói nhỏ thôi, muốn bị đuổi việc à? Tiếng nói qua lại ngày càng rõ ràng, Sở Sao mở tròn đôi mắt thấy hai dáng người vừa đi đến. Giống như sợ người ta biết được mình vừa nghe lén, cô che miệng cúi người, vòng qua gốc cây cổ thụ ngồi xuống, cả thở cũng chẳng dám. Vẫn biết mình là khách, đâu làm gì sai, chỉ là vô tình nghe thấy, nhưng cô cảm thấy mình vừa nghe chuyện gì đó rất bí mật của Tần gia thì phải. Quả nhiên, tiếng hai cô gái đang đi đến vẫn phát ra đều đều, không phát hiện ra cuộc nói chuyện của họ có người thứ ba nghe thấy. Biết rồi, tôi nói nhỏ là được chứ gì. Nhưng tôi thấy ức chế cho cậu Hải lắm. Nếu 3 năm trước bi kịch không xảy ra thì bây giờ đại thiếu gia có được lên mặt như vậy không? Còn cả cô gái Đàm Tuyết kia nữa, ai đời từng là người yêu của em trai, bây giờ lại kết hôn với anh trai của người mình yêu. Loại phụ nữ như vậy có tốt đẹp gì chứ? Thôi được rồi, cô bức xúc gì chứ? Số cậu Hai không may mắn thì phải chịu thôi. Ai làm gì này biết, chúng ta chỉ là phận tồi tớ, đừng để cái miệng hại cái thân, đi thôi. Nhìn hai bóng sáng ngày càng khuất xa, Sở Sao trôi xa từ gốc cây và mặt ngẩng ngốc vẫn còn chưa tỉnh táo. Cô mới nghe được chuyện tình tay ba của giới thượng lưu sau. Một Tần gia uy quyền xa thế, một Tần thị trên thương trường uy danh lừng lẫy. Thế mà nội tình bên trong cũng lắm éo le nhỉ. Bỗng nhiên Sở Sao có chút an ủi vì nghe kể qua người đàn ông mà hai cô gái kia gọi là nhị thiếu gia, nghe qua hoàn cảnh còn đáng thương hơn cô nữa là. Mà anh ta bị cái gì nhỉ, đến mức người yêu bỏ rơi, từ người yêu mà trở thành chị dâu cũng thật chua chát. Quyền kinh doanh đều rơi vào tay anh trai mình. Nghĩ ra cuộc đời anh ta còn tăm tối hơn cả cô nữa.
cô chỉ là con gái của vợ lẻ. 21 năm qua, sung sướng mát, không thiện cảm của gia đình vợ lớn của bà cô. Đã là uất ức lắm rồi, nhưng trách gì được, vì con gái của vợ lẻ nên cô chỉ biết cam chịu. Không phải cô không muốn rời đi, mà là cô không muốn làm người mẹ quá cố của mình thất vọng. Cả đời bà chịu nhiều tủi nhục, chỉ mong được sở ra cho một danh phận. Đến khi bà qua đời, ba cô cũng thường xót, nghĩ tình vợ chồng bao nhiêu năm, đem bà về chôn cất thuộc địa phận dòng họ của sở ra. Đây là ngọn lửa châm ngòi cho nỗi hận và cảm phẫn của mẹ cả ngày càng lớn hơn. Dù sao, cô cũng biết ơn ba mình, ông cũng đã an ủi linh hồn, tủi hờn của mẹ cô bao năm qua. Khởi sống không được danh phận, đến khởi chết mới được sủ lòng thương xót. Nhưng cô biết chắc mẹ cô đã rất vui. Vì mồ mả của mẹ ở sở xa nên cô mới không nỡ rời đi. Nỗi thống hận người đã khuất của mẹ cả đều đổ lên đầu của cô mà thỏa giận. Tuy cô ở sở xa nhưng cô không được ở trong nhà chính mà ở căn phòng nhỏ phía sau khuôn viên. Nếu chị gái của cô cao sang quyền quý, sống trong nhung lụa thì cô ngược lại hoàn toàn. Cuộc sống của cô trôi qua những ngày tháng chỉ đi học, trở về nhà rú rú trong căn phòng nhỏ của mình. Thời gian đầu cô hay phụ người làm trong nhà những việc lặt vặt, nhưng sau này ba cô không cho cô làm nữa. Ông cũng bất đắc dĩ nhìn cô sống trong căn phòng nhỏ ngoài nhà chính. Nhưng dù sao mẹ cả của cô cũng là người có tiếng nói trong sở xa. Với lại về việc đem di hài của mẹ cô về sở xa đã chạm đến giới hạn của bà ta, nên ba của cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Lại nghĩ cô sống như vậy cũng tốt, đỡ phải cho mặt nhau cho tránh phiền não. Qua kỳ nghỉ hè này cô sẽ nhanh chóng tốt nghiệp đại học, lúc đó cô sẽ suy nghĩ việc dọn ra ngoài ở riêng. Sở sào lững thững suy nghĩ trôi sạt nơi nào, cô cứ thả nhẹ bước chân đi về phía trước, cũng chẳng biết mình đi đâu. Bất ngờ sở sào dừng bước, hàng mi dài chớp chớp gần gờ ngắm nhìn đến thẫn thờ, quên cả việc di chuyển, thử người đường đó. Dưới gốc cây cổ thụ phản chiếu ánh nước xanh mênh mông của nước trong hồ. Phía sau là một căn biệt thự làm bằng gỗ, được phủ màu nâu đỏ, vừa cổ kính vừa sang trọng, thiết kế vô cùng đẹp mắt. Sở sao không ngờ trong tầm xa lại có một ngôi biệt thự nằm riêng biệt như vậy. Nhưng điều đang nói ở đây mà khiến cô ngẩn người là người đàn ông đang ngồi dưới tán cây. Một chiếc bàn trắng được trang trí bởi thức ăn và rượu đỏ. Anh ta chiếm trệ ngồi ở đó, ánh sáng thiên nhiên của ánh trăng hòa vào khung cảnh càng tôn thêm vẻ cao quý của anh ta. Sửa sau cắn môi, tay nhỏ kéo lấy tàn cây liễu rủ, che nửa khuôn mặt. Cô không nói ngoa, những người đàn ông xuất hiện trước mặt cô không thua bất cứ nam chính của bộ phim ngôn tình nào mà cô đã xem qua. Gương mặt góc cạnh như điều khắc, mày sầm hòa vào đôi mắt đen sầu hút, mang vẻ ướt át đa tình, sống mũi cao cùng làn môi mỏng quyến rũ. Anh ta có làn da rất đẹp, chỉ là sắc mặt anh ta hơi nhợt nhạt, không được tốt cho lắm. Nhưng mọi thứ thật sự rất đẹp và hài hòa nếu thứ anh ta đang ngồi không phải là một chiếc xe lăn. Sử sau thầm nghĩ, chẳng lẽ người đàn ông đẹp mắt trước mặt cô là nhị thiếu gia của Tần gia? Thì ra, hai chữ bi kịch mà hai cô gái kia nhắc đến là anh ta bị tật nguyền, phải gắn liền với chiếc xe lăn. Nhưng nhìn vẻ mặt vô cảm của anh ta mà xem, chẳng ai thấy được sự bi lụy hay cần sự thương cảm của người khác. Tuy rằng phải ngồi trên chiếc xe lăn, người yêu của mình đang hạnh phúc bên anh trai của chính mình, nhưng sao cô không nhận ra sự đau lòng từ anh ta? Nhưng tận sâu trong đáy lòng sở sau có sự thương cảm dành cho người đàn ông này. Nhìn anh ta tầm khoảng 30,
tương lai sáng lạn, bao người mơ ước, lại bị vụt tắt khi tuổi đời còn quá trẻ, không tránh cho người ta thương xót. Dưới ánh trăng, anh ta nhàn nhã thưởng thức rượu ngon cảnh đẹp, giống như xa tiệc trong kia chẳng một chút liên quan đến mình. Phía sau còn có ba người đàn ông mặc vest đen yên lặng bảo vệ cho anh ta. Chỉ là ngồi ngắm cảnh đẹp mà cũng cần vệ sĩ bảo vệ chăm sóc, đây được xem là thói nhà giàu không nhỉ? Sở Dao chu môi lẩm bẩm, chẳng hiểu sao cứ thích nhìn vào khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt của người đàn ông này, mà quên luôn rằng dưới chân cô làng đá cuội trải dài, thân người cứ nghiêng về phía trước, gót giày vướng vào khá, để lúc muốn giữ thân cũng thật khó. A! Sở Sao cứ thế vấp lấy, ngã nhào xuống đất, tiếng hét của cô làm khuấy động không gian của người đàn ông. Sở Sao lấy tay che miệng thì đã muộn, ba người mặc áo vét đưa mắt nhìn nhau, một người nhanh chóng tiến về hướng Sở Sao. Sở Dao hoảng sợ từ dưới đất đứng lên, hơi thở trở nên hỗn loạn, lén đưa mắt nhìn xa sau người áo đen. Quả nhiên người đàn ông ấy cũng đang lạnh nhạt nhìn cô. Dù khoảng cách hai người khá xa, nhưng cô vẫn nhìn rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh ta. Ánh mắt anh ta rất đẹp, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô. Anh ta cũng chẳng thể hiện tâm tình không tốt khi bị người khác quấy phá không gian tốt đẹp, cử chỉ giống như không quá quan tâm. Nhưng vệ sĩ quanh ta thì khác, anh ta lạnh giọng, tiểu thư, xin lỗi, nơi này không được vào, phiền cô rời đi. Khuôn mặt Sở Sao có chút gượng gạo, cúi đầu nói lý nhí, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn người phía sau. Xin lỗi, tôi đi ngay, tôi không cố ý quấy rầy các anh đâu. Người vệ sĩ không trả lời, đưa tay ra, ý tứ rõ ràng muốn cô rời đi. Sở Sao có chút xấu hổ, bị người ta bắt tại trận, nhìn trộm người khác, cứ buồn sâu, lùi bước chân, miệng vẫn nói, xin lỗi, thật xin lỗi. Rồi xoay người, nhanh chân chạy trốn. Bóng sáng mảnh mai màu hồng rất nhanh biến mất sau khúc cua. Thu hồi ánh mắt, nhìn xa mặt hồ xa xăm, làn môi mỏng nhếch nhẹ, khó nhìn thấy. Sở Sao vốn tự nhận mình rất nhát gan, lá gan của cô vô cùng bé nhỏ. Hôm nay quả là đã vượt khỏi sự can đảm hàng ngày của chính mình. Tuy đã cách xa nơi đó một đoạn, nhưng hơi thở của Sở Sao vẫn không thể bình ổn lại được. Vừa xấu hổ vừa sợ hãi khiến khuôn mặt Sở Sao nhiễm hồng, đôi mắt to tròn chưa vớt đi sự sợ sệt vừa rồi. Từ phía đối diện bất ngờ có người đi tới, Sở Sao chưa kịp nhìn kỹ, người kia đã đi phớt qua cô, có vẻ rất vội, bước chân rất nhanh. Ánh mắt người đó còn nhìn lướt qua cô, mang vẻ bối rối, nhưng rồi che giấu rất nhanh. Ngô Đảm Tuyết, tuy nói người kia có vẻ vội vàng, đầu hơi cúi, cố ý tránh né ánh mắt Sở Sao, nhưng Sở Sao nhận ra người này không ai khác chính là cô dâu trong buổi tiệc hôm nay. Sở Sao quay đầu nhìn theo hướng Ngô Đảm Tuyết đang hướng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy ngốc nhìn theo. Sau đó không biết nghĩ gì, chân mày lại nhíu lại, môi đỏ phụng phịu lẩm bẩm, chẳng lẽ. Lời kể tiếp Sở Sao không dám nói ra vì sợ đâu đó có người nghe thấy, lòng tự hiểu cảm thấy có mùi san tình đổ đầy. Ánh mắt to tròn cứ tò mò nhìn theo không dứt. Sở Sao, em đứng đó làm gì? Sở Sao như có tờ giật mình, vừa quay đầu đã gặp sắc mặt không tốt của chị gái cùng cha khác mẹ là Sở Hân cùng trợ lý của ba cô đang đi đến, rõ ràng là đang tìm cô mà. Bao nhiêu năm qua Sở Hân chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt, bây giờ cũng thế. Sở Sao cũng đã quen, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nhẹ, chị, em chỉ là Hồng Gió. Sở Hân có vẻ đẹp khác hẳn Sở Sao. Nếu Sở Sao như trăng sáng mùa thu, thanh tao nhẹ nhàng, vẻ đẹp trong veo, càng nhìn càng bị nét đẹp ngọt ngào đấy thu hút.
chỉ là cô vốn không biết giá trị của chính mình mà thôi. Còn ở Sở Hân là nét đẹp sắc sảo quyến rũ, đầy kiêu hãnh và tự tin. Sở Hân đưa mắt nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ của mình, cả chính cô ta cũng nhiều lần chán nản, không khỏi thừa nhận đứa em gái mà cô ta không vừa mắt này càng lớn càng xinh đẹp, sắc vóc như phát sáng, lúc nào cũng ngọt ngào. Sở Hân rất ghét nhìn vào nụ cười ngây thơ của Sở Sau và cả đôi mắt biết nói kìa. Nhưng một điều yêu tinh không cần son phấn, vô tư ngây thơ, cứ việc đứng đó cũng có thể quyến rũ lũ đàn ông. Chẳng hiểu sao nay ba của cô ta lại một mực muốn đưa Sở Sao đi theo. Khi phát hiện Sở Sao mất dạng, ông liền bảo cô ta đi tìm. Sở Hân thu lại tầm mắt sắc bén, liếc xéo Sở Sao hằn học: nơi này có thể để em đi lại lung tung à? Vào trong đi, lần sau đến những nơi sang trọng này tốt nhất đừng nên đi. Biết mình không phù hợp thì đừng ép buộc bản thân. Nói rồi Sở Hân xoay người quay lưng đi trước, cũng không quản Sở Sao có đi theo hay không. Sở Sao cúi đầu thở dài, chậm chạp đi theo sau. Ý tứ quá rõ ràng, cô vốn không thuộc về nơi đây, nhưng cô nào có ép buộc bản thân, mà do ba cô đang ép buộc cô đấy chứ. Sở Sao biết tính tình Sở Hân, tuy là không ưa gì cô, nhưng từ nhỏ Sở Hân cũng không gây khó dễ gì cho cô nhiều. Tuy ăn nói khó nghe, nhưng cũng không đến mức ức hiếp cô đến đường cùng. Sở Hân vốn là cô gái phóng khoáng trong tình yêu, cũng rất giỏi việc kinh doanh, nên cô ta có sự kiêu hãnh là đúng. Sở Sao đi được mấy bước lại ngoái đầu lại nhìn về sau, rồi mới chịu đi tiếp. Cô Đàm Tuyết dọc theo hàng đá quỵ đi đến nơi hàng liễu đang rủ xanh. Nhưng cô ta không đứng yên rình trụm như Sở Sao, mà là rất tự nhiên thả nhẹ sáng ngọc tiến bước chân, ánh mắt say mê đắm chìm nhìn người đàn ông cao quý ngồi trước bàn vuông màu trắng. Chỉ là còn tầm 10 bước chân nữa, cô ta đã bị người đàn ông mặc áo vest đen chặn lại. Cô tiểu thư, cậu Phong đang nghỉ ngơi, không muốn bị ai quấy rầy. Cô Đàm Tuyết như chẳng thèm để ý đến lời nói của anh ta, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, không giấu nổi tình yêu, ánh mắt say mê ửng hồng ánh nước nhìn người đàn ông đang thản nhiên uống rượu từ đầu đến cuối, chưa hề nhớ lấy cô ta một lần. Cô Đàm Tuyết có chút ủy khuất nghẹn ngào: Phong, em chỉ muốn nói với anh vài câu, anh có thể gặp em được không? Trả lời cô là lời nói lạnh lùng của người vệ sĩ. Cô tiểu thư, bây giờ cô là vợ chưa cưới của cậu Sinh, hành động này của cô không hay trò lắm, mời cô đi trò. Sự thật luôn là sự thật, nhưng Ngô Đàm Tuyết vẫn không muốn buông tha. Sự lạnh nhạt xem cô ta như không khí của Tần Phong làm lòng cô ta thêm lạnh lẽo. Cô ta nhẹ giọng nức nở: Phong, em biết anh hận em, em biết em không đáng được anh tha thứ, nhưng em thật sự rất yêu anh. Thời gian bên cạnh anh là thời gian em hạnh phúc nhất. Người vẫn ngồi im từ lúc giờ, lúc này thản nhiên giơ tay ra hiệu. Cô Đàm Tuyết đứng đó thẫn thờ nhìn người vệ sĩ từ phía sau bước đến giúp Tần Phong đẩy chiếc xe lăn. Cứ thế anh biến mất dần trước mắt cô ta. Phong. Những người đứng đó cũng theo sau, chẳng ai đoái hoài đến tiếng gọi của Ngô Đàm Tuyết. Đây vốn là anh, nếu được anh yêu thương là hạnh phúc nhất thế gian, nhưng một khi anh đã không quan tâm thì cho dù người khác có chết trước mặt anh điềm nhiên không thấy. Bàn tay nhẹ nhàng lau lấy khóe mắt, nở nụ cười chua chát, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn theo cánh cổng đóng chặt phía trước, rồi quay đầu trở lại, bộ dáng diễm lệ bước về nơi mà chính mình đã lựa chọn. Chỉ là mối tình này thật khó để quên đi. Buổi tiệc có linh đình long trọng cách mấy rồi cũng tàn. Tần gia huyền áo vừa rồi trở về im ắng, trong căn phòng sách ở lầu 2 của sảnh chính lúc này không khí có chút lạ lùng.
Tần Sinh đứng trước bàn làm việc, sắc mặt không độ tốt cho lắm, một lúc lâu mới mở miệng. Ông, cháu cứ nghĩ hôm nay sẽ được nhận lời chúc mừng thật sự từ ông. Bàn tay lở sách của Tần Cát ngừng lại, nhấn đôi mày đã lấm tấm điểm trắng, nhẹ nhàng nhìn Tần Sinh. Ý cháu là sao? Cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Tần Sinh cúi đầu, sắc mặt không hề che giấu nỗi thất vọng. Được, vậy cháu xin nói thẳng. Ông nói, nếu trong vòng 3 năm, Tần Phong không thể hồi phục, trước chủ tịch sẽ giao lại cho cháu. Năm đó ông còn nói, nếu ngày Tần Phong kết hôn, cũng là lúc ông giao mọi quyền hành cho nó. Từ ngày Tần Phong bị tai nạn, tập đoàn là do một tay cháu lo liệu. Đã gần 3 năm trôi qua, nếu nó hồi phục được thì đã hồi phục. Bác sĩ đã nói, nó sẽ liệt cả đời. Ông còn mong đợi gì nữa? Với lại, không phải cháu sắp kết hôn rồi sao? Những gì ngày xưa ông đã hứa với Tần Phong, không phải bây giờ ông nên thực hiện với cháu hay sao? Chẳng lẽ cháu không phải là cháu của ông? Cháu biết trong mắt ông, cháu vĩnh viễn không qua được Tần Phong. Nhưng mấy năm qua, cháu mới là người cháu chống Tần Thị. Sắc mặt đầy minh mẫn của Tần Cát không hề thay đổi khi nghe Tần Sinh mang vẻ u uất. Ông nhẹ nhàng gặp lại cuốn sách, trầm ổn lên tiếng. Cháu nói xong chưa? Tần Sinh vẫn còn muốn nói thêm, nỗi giận này anh ta khó mà nuốt trôi. Mấy năm qua đưa lưng xa mà làm lụng vất vả, chỉ mong lấy được lòng ông của anh ta. Lời hứa đó chẳng ai mà không rõ, nên anh ta luôn chắc nịch trong lòng rằng hôm nay anh ta sẽ được tiếp quản chức vị mà mình mơ ước bao năm qua. Dù bản thân Tần Sinh rất rõ về khả năng kinh doanh anh ta không qua được đứa em tật nguyền kia của mình, nhưng về mưu mô và thủ đoạn thì anh ta không thiếu. Trước đó mẹ của Tần Sinh cũng giúp anh ta nói đỡ trước mặt Tần Cát, ông chỉ im lặng làm anh ta mừng thầm. Không ngờ tất cả chỉ là anh ta hoang tưởng. Trên dưới Tần gia, ai không rõ Tần Phong bây giờ chỉ là một tên tật nguyền, cả bản thân mình lo không xong thì làm gì có khả năng trở về quản chuyện Tần Thị. Thấy Tần Sinh im lặng không nói, Tần Cát mới từ tốn lên tiếng. Cháu có biết trong kinh doanh phải cần gì không? Đó là một cái đầu lạnh, phải luôn bình tĩnh trước mọi chuyện. Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở lại khiến sắc mặt Tần Sinh càng khó coi. Ông, cháu xin lỗi, cháu không có ý gì khác. Cháu chỉ là thấy ông thật sự không tin tưởng cháu, nên cháu có chút nóng này. Tần Cát cười nhạt, hớp một ngụm trà, lại thản nhiên gật đầu, không phản bác. Đúng vậy. Tần Sinh không ngờ Tần lão gia thừa nhận không tránh né. Lại nghe ông điềm nhiên nói tiếp. 18 tuổi, Tần Phong đã theo ông học kinh doanh. Còn cháu chỉ học mấy năm đủ lại đây. Thẳng thắn mà nói, cháu chưa thể nắm bắt hết tất cả như Tần Phong. Cháu nói xem, ông làm sao có thể tự tin giao sản nghiệp của Tần gia vào tay cháu? Ông không ngại nói cho cháu biết, ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của Tần gia không phải chỉ cần bỏ sức mà còn phải bỏ tâm vào đó. Với lại, ông không hề thất hứa, chỉ là do cháu quá nóng vội. Không phải thời hạn 3 năm chưa đến sao? Hai tay Tần Sinh nắm chặt lại với nhau, gần xanh nổi cộm lên, nuốt nỗi uất ức vào trong lòng, gượng cười hạ giọng. Cháu biết Tần Phong là bẩm sinh đã có tài kinh doanh, cháu từ ngày cũng đang nỗ lực, chỉ mong ông nhìn nhận sự cố gắng của cháu. Mọi thứ cháu làm đều muốn tốt cho Tần gia, cháu sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng ông. Tần Cát làm sao không nhìn ra thái độ nhẫn nhịn của Tần Sinh, ông xua tay lại bảo, thôi được rồi, cả ngày mệt mỏi, cháu về nghỉ ngơi trước đi. Chiếc ghế chủ tịch cháu muốn ngồi vào cần phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng chiếc ghế tổng giám đốc sẽ giao cho cháu. Là môi mỏng của Tần Sinh bây giờ mới nở nụ cười, bước gần đến sắc mặt liền tươi tỉnh. Vâng, cháu cảm ơn ông. Tần Cát chỉ khẽ gật đầu rồi xua tay ý bảo ông cần nghỉ ngơi. Tần Sinh gật đầu, nói thêm vài câu quan tâm rồi mới mở cửa ra ngoài. Sao rồi, ông có nói sao? Cánh cửa vừa khép,
Phụng Loan vỗ lấy vai con trai, lo lắng hỏi tới. Tần Sinh cười khẽ. Từ mai, mẹ phải gọi con là Tần Tổng rồi. Hai mắt Phụng Loan sáng lên, lại nghĩ đến chuyện gì, kéo tay Tần Sinh. Vậy chiếc ghế chủ tịch thì sao? Tần Sinh xua tay, sắc mặt có chút không tốt. Tạm thời chưa được, mà mẹ cứ yên tâm, sẽ sớm thôi, nó sẽ là của con. Phụng Loan nhìn vẻ mặt đắc ý của con trai, lặng lẽ thở dài, nhắc nhở. Chỉ mong như ý con, bây giờ mẹ chỉ mong hai anh em con có thể sống vui khỏe, là mẹ an lòng. Nghe nhắc đến Tần Phong, Tần Sinh hậm hực. Đang vui, mẹ nhắc đến nó làm gì? Phụng Loan nhíu mày, muốn nói gì đó, bởi vì sự xuất hiện của người đang đi đến nên im bặt, chỉ dùng đôi mắt có chút bất lực nhìn lấy Tần Sinh. Sinh, em tìm anh từ lúc giờ? Ngô Đạm Tuyết mỉm cười ngọt ngào bước đến. Tần Sinh cũng không quan tâm mẹ mình bên cạnh, hôn lên má cô ta, yêu chiều nói. Được rồi, từ tối giờ em chưa ăn gì, anh đưa em đi ăn rồi đưa em về. Dạ. Ngô Đạm Tuyết cười khẽ quay sang Phụng Loan. Gì à, con xin phép ạ? Phụng Loan cười nhẹ, nhìn bóng dáng hai người khuất dưới cầu thang, lòng rối như tờ. Bà làm gì mà thẫn thờ thế à? Tiếng nói người đàn ông làm cho bà ta giật mình, vỗ vỗ lấy ngực. Ông làm gì mà lớn tiếng vậy? Tôi hỏi bà làm gì mà thẫn thờ, đang suy nghĩ cái gì? Phụng Loan lắc đầu, kéo lấy tay chồng, nói. Em mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi. Thấy bà không nói, Tần Hải cũng không hỏi tới, bị bà kéo về phòng. Tần Hải tuy là con trai duy nhất của Tần Cát, nhưng ông không theo kinh doanh, ông là một giáo sư của một trường đại học. Đến cả cơ nghiệp và việc kinh doanh của Tần gia đều do hai con trai của ông đảm nhiệm. Chỉ tiếc rằng 3 năm trước, đứa con trai thứ hai của ông không may gặp phải tai nạn. Đó là nỗi xót xa, mất mát lớn nhất của ông. Cho nên với cuộc hôn nhân của Tần Sinh và Ngô Đạm Tuyết, ông không mấy vui vẻ, chỉ là duyên phận ai người đó hưởng, ông cũng không biết làm sao. Từ ngày bị liệt hai chân, Tần Phong như trở thành một người khác, luôn im lặng, tự xây dựng thế giới riêng của chính mình. Ngoài 3 người vệ sĩ thân cận theo Tần Phong từ năm 18 tuổi đến tận bây giờ, Tần Phong đều không muốn tiếp xúc với ai quá nhiều. Cả việc kinh doanh cũng bỏ mặc, dọn ra ở riêng, đi đi về về, lặng lẽ, chẳng mang đến cơ sự. Lúc đầu, trên dưới Tần gia đều rất đau lòng, nhưng giờ cũng đã quen với cách sống của Tần Phong. Mọi người suy nghĩ thoáng hơn, chỉ cần giữ được sinh mạng. Bây giờ, Tần Phong muốn sống như thế nào, bọn họ đều chịu theo, không một ai có ý kiến. Tần lão gia thì không cần phải nói đến. Từ nhỏ, Tần Phong là đứa cháu mà ông nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu nói bi kịch của Tần Phong là sự bất hạnh của anh, thì nó cũng là nỗi đau không ai thấu của Tần lão gia. Sau khi Tần Sinh đi rồi, Tần lão gia không trở về phòng nghỉ ngơi, mà thong thả bước chân đi về hướng ngôi nhà gỗ màu đỏ nằm ở cánh phải của khuôn viên Tần gia. Lão gia. Hai người vệ sĩ đứng trước cửa liền cung kính chào hỏi. Tần Cát gật đầu quan tâm hỏi. Thiếu gia ngủ rồi chứ? Vẫn chưa, cậu ấy đang ở trong phòng luyện đàn. Tần lão gia gật gật đầu, đưa cây gậy cho người vệ sĩ cầm lấy. Hướng mắt nhìn cánh cửa phòng thứ ba đang đóng chặt. Bàn tay người đàn ông mạnh mẽ, điều luyện, lướt trên phím dương cầm, âm nhạc lúc trầm lúc bùng, thổn thức người nghe. Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Tần Phong vẫn không quan tâm, cũng chẳng quay đầu nhìn lại, mắt nhắm hờ, đánh trọn vẹn bài nhạc. Cẩn Trúc, vệ sĩ thân cận của Tần Phong, vừa định mở miệng chào hỏi, đã bị Tần lão gia giơ tay ra, ra hiệu im lặng. Ông lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế, rất nhẫn nại chờ đợi cháu trai và thưởng thức âm nhạc du dương về đêm. Qua một lúc, khi bài nhạc kết thúc, Tần Phong đưa tay xoay bánh xe, Cẩn Trúc vừa muốn giúp đỡ liền bị anh ngăn cản lại. Dù là phải ngồi xe lăn,
vẻ mặt vẫn cao quý, không nổi nóng, cứ nhẹ nhàng thong thả. Mọi hành động đẹp mắt này càng làm lòng Tần Lão Gia đau đớn trăm phần. Ông nhiều lần muốn hỏi ông trời, đứa cháu tốt đẹp này của ông tại sao phải chịu nỗi đau mất mát quá lớn như vậy. Tần Phong từ lúc biết được kết quả mình sẽ bị lừa suốt đời, anh vẫn chưa một lần nháo nhào chấp nhận sự thật, là một sự dũng cảm càng khiến Tần Cát phải khâm phục. Nhưng cũng sợ hãi vì sự bình tĩnh quá mức của Tần Phong khiến ông lo lắng vì chẳng biết anh đang nghĩ gì. Ông nhìn đứa cháu trai đang ngồi trước mặt, tiếng gọi của anh làm Tần Cát lấy lại bình tĩnh. Cháu đàn ngày càng hay. Tần Phong trong mắt ông là một thiên tài bẩm sinh, kiến thức vô cùng sâu rộng, mọi thứ cháu trai của ông chạm vào đều phải hơn người khác một bậc. Tần Phong cười nhạt. Chỉ là giải khuây. Khuây rồi, ông tìm cháu có chuyện gì sao? Cầm lấy ly trà cẩn trung vừa rót, uống một ngụm nhỏ, Tần Cát thở dài. Có chuyện gì mới tìm được cháu à? Chỉ là ngủ không được, muốn tìm cháu tâm sự. Ông im lặng một chút, lại nói. Ông đã quyết định đưa chiếc ghế tổng giám đốc cho anh cháu. Ánh mắt xả nua không ngừng quan sát thần sắc của Tần Phong. Tần Phong rất điềm nhiên khi nghe tin này. Vâng, anh ấy xứng đáng được vậy. Tần Lão Gia thở dài, chần chừ đôi phần. Phong, nếu cháu muốn quay lại tập đoàn, ông tạm thời cháu chưa nghĩ đến việc đó. Lời nói của Tần Cát đành cất lại trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên ông đề nghị chuyện này, vì ông không muốn Tần Phong chỉ vì mặc cảm đôi chân mà bỏ hết cả tương lai. Nhưng đứa cháu này vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần, ông đành chờ đợi vậy. Lúc ông tưởng Tần Phong muốn kết thúc câu chuyện, lại bất ngờ nghe cháu trai của mình nghiêm túc nói. Thay vì ông muốn cháu trở lại với công việc, sao không nghĩ cháu muốn kết hôn, biết đâu sau đó cháu lại có hứng thú với mọi thứ. Đôi mắt đã hằn vết nhăn của Tần Cát trừng lớn, cố gắng tiếp thu lời nói của Tần Phong. Lời cháu nói là thật chứ? Tần Phong cười cười. Thật, nhưng mà cháu chỉ sợ người ta chê cháu Tần Nguyên không muốn lấy cháu mà thôi. Một tiếng đập bàn vang lên, giọng Tần Lão Gia đành lại. Ai dám không lấy cháu trai của ông chứ? Cháu cứ nói đối tượng là ai, hay để ông kiếm cho cháu. Nếu bọn họ dám từ chối, ông sẽ cho bọn họ hiểu rõ thế nào là cái tên Tần Cát. Cái này là đang ép uổng con gái như người ta. Gạt nỗi anh lại thích đấy. Không cần ông tìm đâu, cháu có đối tượng rồi. Một lần nữa Tần Cát lại bất ngờ. Thật sao? Được rồi, cháu nói ông biết được không? Nụ cười nhạt của Tần Phong làm ông chờ đợi, lại nghĩ mối nghiệt duyên không thành kia. Nếu nay Tần Phong thật lòng quên đi, ông thật sự rất vui mừng. Nửa tháng sau là thời gian thoải mái nhất của Sở Giao, vừa kết thúc kỳ thi đầy cam go của năm ba đại học. Điểm số như mình kỳ vọng, Sở Giao vui vẻ, nhẹ cả người. Qua kỳ nghỉ hè, cô chỉ có đúng một năm nữa là kết thúc những ngày tháng đại học. Nhìn con đường phía trước, xe cộ tấp nập, cái nắng mùa hè cũng bắt đầu oi bức. Sở Giao nhanh chóng giơ tay xin đường để bắt lấy xe buýt về nhà. Tuy cô mang tiếng là con cháu Sở Gia, nhưng cô luôn tự túc đi lại. Ai ai nhìn vào đều không nghĩ cô xuất thân là con nhà giàu có. Tiểu Giao, lên xe, anh đưa em về. Chiếc xe hơi màu trắng chạy từ từ, phía sau không ngừng bóp còi ra hiệu. Kèm theo đó là người thanh niên đưa mặt ra cửa sổ, có khuôn mặt khá điển trai và học thức. Chiếc xe nhẹ nhàng ngừng lại, Lâm Tuấn nhanh chóng mở cửa xe, bước xuống, Sở Giao nở nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào. Lâm Tuấn, anh chưa về sao? Đây là đàn anh khóa trên của cô, tuy không học cùng khoa, nhưng hai người cũng có quan hệ thân thiết. Lâm Tuấn vốn là đội trưởng đội bóng rổ, mà lúc trước Sở Giao từng là thành viên đội cổ vũ. Lúc đó là năm nhất, cô vốn ngây ngô, bị bạn học lôi kéo nên mới tham gia. Qua năm 2, cô xin rút khỏi nhóm,
tuy vậy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với đàn anh này. Lâm Tuấn mỉm cười nhìn khuôn mặt Sở Sao ửng hồng vì trời nóng, có chút sốt ruột, kéo lấy tay cô lên xe. Trời nóng lắm, anh đưa em về. Em... Sở Sao bị anh kéo đi, có chút bối rối khi bị bạn học nhìn thấy. Cô muốn rút tay về lại bị Lâm Tuấn nắm quá chặt, muốn từ chối lại bị Lâm Tuấn cắt ngang lời muốn nói. Không được từ chối, sau này anh em ta khó gặp nhau, để anh đưa em về. Đúng vậy, Lâm Tuấn học năm cuối rồi, bây giờ đang trong quá trình làm đề án tốt nghiệp. Nghĩ vậy, Sở Sao nghe lời chui vào xe. Lâm Tuấn mỉm cười hài lòng. Chiếc xe yên ả chạy về trước. Bất ngờ, tài xế hét lên, tay lái trao đảo, tâm vào lề. Đủ khốn, có biết chạy không? Lâm Tuấn cùng Sở Sao đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy một chiếc xe sang trọng màu đen với tốc độ vượt nhanh ép lấy xe của Lâm Tuấn. Ngông nghênh rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Trong chiếc xe khác, Tần Phong yên vị ngồi ở ghế sau, bàn tay lướt trên bàn phím laptop. Không gian có chút quái lạ đến khi Tần Phong gặp lại chiếc laptop. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng nhếch nhẹ, cất tiếng nói. Kiên, lần sau đừng làm cho con nít đó nữa. Cánh tay đang điều khiển xe trở nên cứng ngắc. A Kiên nhanh chóng gật đầu, nhìn vào kính. Xin lỗi thiếu gia. Cứ tưởng Tần Phong không quan tâm, mắt dán vào máy tính, ai ngờ không thể qua mắt được. Cẩn Trúc đưa mắt nhìn vào kính, cười với A Kiên một cái như trêu chọc, thu lại nụ cười, lại nhìn người bên cạnh đang đưa mắt ngắm phố xá. Thiếu gia, hợp đồng lần này có cần thiết giành về không? Ngón tay nhịp nhịp lên thành cửa, sắc mặt vẫn bình thản, cười nhẹ. Thả. Cẩn Trúc liền hiểu ý, nhanh chóng gật đầu, bấm số gọi đi, kết nối với một người nào đó. Tần Phong híp mắt nhìn sắc trời, đôi mắt âm lạnh bất thường. Xe ngừng lại trước cổng Sở Gia. Cảm ơn anh nhé, em vào nhà đây. Sở Sao vừa muốn mở cửa xe đi xuống, bàn tay liền bị nắm lại. Cô trố mắt nhìn Lâm Tuấn. Lâm Tuấn nhích người gần đến Sở Sao. Sở Sao thụt người ra sau, có chút lúng túng, không biết làm sao. Tiểu Sao, anh gần ra trường rồi, cơ hội gặp em sẽ ít đi. Anh muốn nói rõ lòng mình cho em biết. Tiểu Sao, anh thật lòng rất thích em. Em có thể đón nhận anh được không? Vẻ mặt Lâm Tuấn vô cùng chân thành, Sở Sao không ngờ lại được tỏ tình bất ngờ như thế này. Cô thật sự không biết phải ứng xử làm sao. Dù từ lúc cô vào đại học nhận rất nhiều sự theo đuổi của người khác, nhưng cô đều từ chối. Còn với Lâm Tuấn thì khác, anh ta là một người nổi tiếng trong trường, sinh viên gương mẫu, là mẫu đàn ông hứa hẹn đầy tương lai mà các bạn nữ trong trường theo đuổi. Tuy vậy, trong mắt Sở Sao, mấy năm qua chỉ xem Lâm Tuấn như một đàn anh đáng tin cậy. Không ngờ anh ta lại đưa cô vô trường hợp khó xử như vậy. Sự chần chừ của Sở Sao cũng khiến Lâm Tuấn hiểu đôi phần. Khi thấy cô muốn nói gì đó, Lâm Tuấn liền giành nói trước. Tiểu Sao, đừng nhanh từ chối như vậy. Em hãy về nhà suy nghĩ kỹ. Anh sẽ đợi em. Anh sẽ liên lạc với em sau. Anh Lâm Tuấn, em... Sở Sao thật lòng muốn từ chối, nhưng ánh mắt chân thành có chút đáng thương của Lâm Tuấn khiến cô đành nuốt lời muốn nói. Cô khẽ gật đầu. Được, em vào nhà trước đây. Lần này cô mở cửa xuống xe, Lâm Tuấn không ngăn cản cô lại nữa. Sở Sao vừa vào đến cổng lớn đã thấy người giúp việc lấm lét nhìn vào trong. Cô thấy làm lạ, vừa đi ngang qua nhà chính đã nghe tiếng cự cãi của Sở Hân. Sở Sao chưa kịp biết chuyện gì đã thấy Sở Hân quay đầu nhìn thấy cô, không nói tiếng nào, nệ lấy đôi giày cao gót tiến về phía cô, lôi lấy tay Sở Sao vào nhà. À, chị làm gì vậy? Vào đây, cô vào đây. Khi hai người vào trong, Sở Hân buông Sở Sao ra,
đứng trước mặt Sở Kính Hùng cùng mẹ của cô ta là Thuyết Cầm, chỉ vào người Sở Sau quát lớn. Đây, ba nói đi. Tại sao không phải là nó mà là con? Con không đời nào chấp nhận sống với một tên què đến suốt cuộc đời. Sở Sau đầu óc trở nên mụ mị, hết đưa mắt nhìn Sở Hân, lại nhíu mày nhìn ba mình. Sắc mặt ba của cô cùng mẹ cả vô cùng khó coi. Tuyết Cầm kéo lấy tay Sở Hân cho cô ta bình tĩnh, quay đầu nói với chồng. Ông nghĩ xem, với tính cách Tiểu Hân như vậy, dù ông có ép uổng nó đi nữa, khi nó về làm dâu của Tần gia, nó không làm tròn bổn phận, có phải lúc đó ông càng đắc tội với Tần lão gia hay không? Sở Kính Hùng trầm giọng phản bác. Tôi hỏi bà, bên nhà họ đã đánh tiếng muốn chọn con gái Sở gia làm nhị phu nhân, bây giờ bà bắt tôi phải làm sao? Bà có biết nếu tôi từ chối, họ sẽ rút vốn các dự án đang hợp tác, chúng ta phải mất bao nhiêu là tiền và hợp đồng hay không? Chưa kể đến các hợp đồng đang chuẩn bị ký kết của hai bên. Ông lại ngừng mặt nhìn Sở Sau còn đang ngây ngốc. Tiểu Sao còn nhỏ, nó còn đi học, làm sao tôi có thể đưa nó qua đó? Tuyết Cầm liếc xéo Sở Sau, nhẫn nhịn lại, nói. Ông lo cho nó, vậy Tiểu Hân thì sao? Còn nhỏ gì, đã ngoài 18, bao nhiêu năm qua Sở gia đã bỏ bao nhiêu là thứ cho nó, bây giờ đã đến lúc nó phải trả rồi. Hãy ông lo con gái út của mình, phải cả đời chăm lo cho một tên tật nguyền, vậy con gái tôi thì sao? Bà nói nhăng nói cội gì vậy? Ông rồi dám suy nghĩ, cũng không muốn ép buộc bất cứ đứa con gái nào của mình, dù Tần gia danh môn vọng tộc, nhưng ai không biết nhị thiếu gia của Tần gia lại là một kẻ tật nguyền, nó là về làm vợ, huống gì là một người hầu chăm sóc cho cậu ta đến cuối đời. Dĩ nhiên ông biết Sở Hân không thích hợp, nhưng Sở Sau lại còn quá non nớt, ông thật sự không nỡ, chỉ là ông không dám từ chối Tần Cát, chính thân ông ta đã đến Sở thị mở lời. Sở Sau cũng đã hiểu ra câu chuyện lời nói khó nghe của Thuyết Cầm tuy khiến Sở Sau tổn thương, nhưng dù sao cô đã quen rồi. Sở Hân quay đầu nói với Sở Sau, bao năm qua cô và mẹ của cô nợ mẹ con tôi quá nhiều, bây giờ cô nên trả lại rồi đấy. Cô cũng hiểu rõ nếu hôn nhân này không có người đáp ứng, lúc đó hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôi sẽ không bao giờ hy sinh cuộc đời mình để sống với một tên tật nguyền kia, nhưng cô thì khác, cô nợ Sở gia và cả mẹ con tôi, cô biết mình nên làm gì chứ? Tần gia, tên tật nguyền là người đó sao? Chiếu mắt Sở Sau hệ lên khuôn mặt ai đó, lại bị lời nói không để năng gì của Sở Hân làm cho tỉnh táo. Sở Hân, con nói với em con cái gì thế? Con bé có tội gì? Sở Kính Hùng đứng dậy quát lấy Sở Hân. Sở Hân cũng không sợ, hùng hồn nói lại. Con nói không sai, nó và mẹ nó đều nợ gia đình mình. Con im đi. Sở Kính Hùng tức giận không thôi. Sở Sao hai tay nắm chặt, đúng là như thế, cô không có một lời nào để biện minh cho bản thân, hàng mi dài nhắm chặt rồi lại mở ra. Bà, con đồng ý. Con nói gì? Tiếng cự cãi im bặt, ba người đều đồng thanh nhìn về hướng Sở Sao. Sở Sao lau lấy khóe mắt, nói rõ từng chữ. Sở Hân nói đúng, con và mẹ nợ Sở ra. Hôm nay con sẽ dùng cuộc đời của mình để trả, xem như con và mẹ không còn nợ ai bất cứ chuyện gì. Sở Hân đưa mắt nhìn mẹ mình, lại nhìn Sở Sau. Thật sự lòng Sở Kính Hùng không biết phải làm sao, tuy là được gỡ rối nhưng ông lại không chút vui mừng. Ông thở dài bất lực nói, Tiểu Sau, là do ba vô dụng. Sở Sau cụp nhẹ hàng mi dài, tâm trạng cô lúc này ra sao cô khó mà diễn tả, thở dài lại nói, con về phòng trước ạ. Cô ôm lấy ba lô, quay đầu ra khỏi cửa chính, khuất dần dưới ánh mắt thương cảm của người làm. Đứng trong thang máy, hai tay Sở Sau lạnh ngắt, cô vô cùng hồi hộp và lo lắng. Hôm nay là ngày cô phải ra mắt Tần gia.
Mọi việc như một giấc mơ vô cùng huyền ảo, cô không biết đâu là thật, đâu là mơ. Hôm nay cô sẽ gặp lại người đó. Hôn nhân này, nhân vật nữ chính không phải là cô mà là của Sở Hân. Khi gặp cô rồi, người đó và Tần Sa có hủy hôn hay không? Chẳng phải như vậy cô sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này sao? Nhưng mà cô lại bối rối thế này. Sở Sao buồn sầu, cúi đầu nhìn lại chính mình. Hôm nay cô mặc chiếc đầm trắng ngắn tay, có dáng chữ A, vừa xinh xắn lại dịu dàng. Mái tóc dài thả nhẹ ra sau, nhưng tóc Sở Sao vốn không thẳng mà hơi xoăn nhẹ, nhìn cô càng đáng yêu. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng Sở Sao vốn xinh đẹp, thu hút biết bao ánh mắt những người có mặt ở nhà hàng. Sở Kính Hùng không biết Sở Sao nghĩ gì, ông cứ tưởng cô đau khổ vì cuộc hôn nhân ép buộc này, có chút đau lòng, khẽ nói. Tiểu Sao, nếu bây giờ còn hối hận, chúng ta sẽ trở về, bà sẽ suy nghĩ cách khác. Tuy lời nói là vậy, nhưng Sở Sao nhạy cảm thấy được ánh mắt ông chất chứa sự khổ tâm, khó nói nên lời. Sở Sao lắc đầu, nhìn cửa thang máy vừa mở, cô kéo lấy tay ông. Con không sao, chúng ta ra thôi. Thấy cô có vẻ đã nhắm mắt quyết định thật sự, Sở Kính Hùng cũng chỉ còn biết ngậm ngùi đi theo. Cánh cửa vừa mở ra, lúc này trong phòng có Tần Cát và cả Tần Phong đều có mặt. Nhìn khuôn mặt người đàn ông đẹp đẽ như điều khắc trước mắt, trái tim Sở Sao bất ngờ đập nhanh. Lúc này anh cũng nhìn cô, Sở Sao ngại ngùng rời ánh mắt sang người khác. Tần lão gia, xin lỗi đã để mọi người chờ. Sở Kính Hùng nhanh chân bước đến chào hỏi Tần Cát. Tần Cát cười vui vẻ xua tay. Chúng tôi cũng mới đến, đều là người một nhà, cậu không cần khách sáo như vậy. Vâng vâng. Đối mặt với Tần Sa, Sở Kính Hùng luôn phải ở thế thấp hơn một bậc. Khi chạm ánh mắt không mặn không nhạt của Tần Phong, thấy anh khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Sở Kính Hùng cũng khẽ gật đầu lại, trong lòng có chút kinh hỉ. Kín đáo quan sát Tần Phong, ông đã từng gặp mặt Tần Phong vài lần ở mấy năm trước. 3 năm về trước, trên thương trường, Tần Phong tướng tăm như thế nào không ai trong thương giới không biết. Đã vậy, Tần lão gia một mực yêu thương đứa cháu trai thiên tài của mình biết mấy. Chỉ là khi bi kịch cướp đi đôi chân của Tần Phong, anh như mất dạng khỏi thế giới. Ở các buổi tiệc của Tần gia cũng hiếm khi thấy mặt Tần Phong. Không ngờ bây giờ tương lai lại trở thành con rể của ông. Tần Phong ngày xưa là người trầm ổn khó gần, bây giờ cũng thế. Chỉ là không quá mức cao ngạo, làm ông cũng được an ủi đôi phần. Sở Kính Hùng quay sang kéo tay Sở Sao đang rụt rè đứng phía sau. Tiểu Sao, chào Tần lão già đi. Sở Sao bước lên ngoan ngoãn gật đầu. Cháu chào Tần lão già. Tần Cát đưa mắt quan sát Sở Sao, nhìn cô bé xinh đẹp trước mắt, vẻ giản dị đơn thuần khiến ông rất vừa lòng. Cháu dâu à, phải gọi là ông nội. Hai má Sở Sao nóng dần, ngẩng mặt mở tròn đôi mắt to biết nói của mình, vẻ mặt bối rối chẳng biết giấu vào đâu. Sự ngu ngê của cô càng khiến Tần lão gia yêu mến cô cháu dâu này. Ha ha, được rồi, mời ngồi, mời ngồi, người nhà cả mà. Tần Cát hôm nay tâm trạng khá vui vẻ. Sở Kính Hùng được tôn trọng, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn, kéo ghế ngồi bên cạnh Tần lão gia. Sở Sao vừa định kéo ghế ngồi bên cạnh ba của mình. Sở tiểu thư, mời cô. Cơ thể Sở Sao cứng ngắc, nhìn chiếc ghế mà người vệ sĩ của Tần Phong đang mời cô là ngồi cạnh bên anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối, lén đưa mắt nhìn Tần Phong, chỉ thấy anh nhỏ nhã cười nhẹ nhìn cô, trước ánh mắt ngạc nhiên quan sát của hai trưởng bối bên nhà. Anh hiền lành nói, sao vậy, em không thích ngồi bên cạnh anh sao? Lần đầu tiên cô mới nghe được giọng nói của anh, trầm ấm dễ nghe,
tạo cảm giác dễ chịu cho người bên cạnh. Nhưng Sở Sao lại cảm nhận người đàn ông ôn nhu này có điều gì rất bí ẩn. Có gì đó không đúng, nhưng vì cô chưa tiếp xúc với anh bao giờ, khó mà nhìn xa được. Thật sự, khí thế của anh quá bức người, hay vì anh vốn sinh ra và lớn lên ở Hảo Môn, để mọi hành động của anh đều toát lên sự vương giả, khó cho người khác có thể từ chối hay khước từ. Tuy một câu hỏi đơn giản, Sở Sao ngây thơ có thể chưa hiểu ngụ ý của Tần Phong. Nhưng Sở Kính Hùng thì khác, tuy Tần Phong bây giờ đã không còn như xưa, nhưng ai đã là người có thâm niên trên thương trường đều hiểu rõ lời nói của Tần Phong có sức nặng như thế nào với Tần gia, đặc biệt là với Tần lão gia. Sản nghiệp Tần gia, cả Tần thị, nhìn xưa qua bây giờ, ai cũng nghĩ Tần Sinh sẽ là người thừa kế, nhưng với những người nhạy bén sẽ hiểu được Tần lão gia sẽ không bao giờ để Tần Phong chịu thiệt. Huống hồ Tần Phong bây giờ là bị liệt hai chân, còn đầu óc và sức khỏe thì vô cùng bình thường. Ai biết được một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ quay lại điều hành Tần thị thì sao? Bởi thế, nếu ai bây giờ nóng vội nghĩ Tần Phong là kẻ vô dụng thì đã sai rồi. Cho nên câu hỏi này không phải dành cho Sở Sao, mà là đang nhắm mũi dùi về phía Sở Kính Hùng. Dĩ nhiên, người khôn lanh như Sở Kính Hùng biết mình nên làm gì lúc này. Sở Kính Hùng cười nhẹ. Sở Sao, con ngồi xuống đi, buổi tiệc cũng nên bắt đầu rồi. Sở Sao cũng hiểu lễ nghi, cắn môi dè dặt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tần Phong. Không biết tên vệ sĩ là cố ý hay sao mà chiếc ghế hai người họ kéo lại rất sát vào nhau. Bàn tay nhỏ đặt trên đùi bấu chặt vào chiếc váy, chẳng dám nhúc nhích. Cô còn cảm nhận hơi thở trầm ổn của anh, bên má Sở Sao nóng hổi chỉ muốn bùng cháy. Ánh mắt vô tình nhìn xuống hai chân Tần Phong, đôi chân dài được bao bọc chiếc quần tây màu tối vô cùng chắc khỏe, nhìn vào rất bình thường, không nghĩ nó không thể hoạt động được nữa. Cô thật là không cố ý, thường thì người tàn tật họ rất mặc cảm khi ai xăm soi vào khuyết điểm của họ. Sở Sao như làm chuyện xấu, nhanh chóng đưa mắt nhìn Tần Phong. Ánh mắt anh đang cụp xuống, chẳng biết anh nghĩ gì. Lại thấy anh đưa tay gắp một chút thức ăn bỏ vào chén cô. Em ăn đi. Làn môi hồng của Sở Sao có chút run rẩy, lắp bắp. Cảm ơn anh. Ngồi gần như thế này, cô mới thấy rõ nét đẹp trời phú của anh, làn da nhẵn nhụi vô cùng. Sở Kính Hùng vì hành động quan tâm của Tần Phong dành cho con gái mình một chút chạnh lòng về đứa con rể này tự nhiên tốt lên mấy phần. Tần Cát cười cười gật đầu, ánh mắt sắc bén quan sát hai đứa nhỏ. Cả buổi ăn, Sở Sao chỉ biết cúi đầu, lâu lâu Tần Cát hỏi vài câu Sở Sao sẽ ngoan ngoãn trả lời. Tần Phong cũng không nói gì nhiều, anh vẫn tao nhã ngồi đó, cũng không ăn quá nhiều. Lâu lâu cũng sẽ giúp cô gắp thức ăn. Lúc đó Sở Sao ngại ngùng nói cảm ơn, không giây phút nào trái tim non nớt của Sở Sao không hồi hộp và căng thẳng. Chỉ có điều dường như Tần lão gia và cả Tần Phong không mấy quan tâm chuyện cô là con riêng hay không phải là Sở Hân thì phải. Đến lúc xa về, Tần Phong vẫn di chuyển bằng xe lăn, dọc theo nhà hàng có những ánh mắt không khỏi tò mò nhìn anh. Dường như Tần Phong không hề quan tâm. Sở Kính Hùng khi thấy cảnh này nhìn Sở Sao đi phía bên cạnh mình, ông có chút đau lòng. Nếu Tần Phong vẫn đi đứng bình thường, thật là may mắn biết bao. Tần lão gia quét ánh mắt không mấy vừa lòng qua những người đang nhìn cháu trai mình bằng sự thương hại hay kỳ thị. Nhìn xung quanh Tần Cát, toàn vệ sĩ mặc áo đen, dĩ nhiên bọn người đó hiểu được đây là những người xuất thân không hề đơn giản, liền nhanh chóng rút lại ánh mắt tò mò của chính mình. Vừa ra khỏi cổng, bất ngờ A Kiên ngừng di chuyển chiếc xe lăn,
cách khoảng 3 xe nối đuôi nhau chở sẵn, tầm 5 bước chân. Khi Sở Kính Hùng chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Tần Phong xoay xe qua nhìn ông, lễ phép nói: "Bà, với tình trạng của con, hôm nay xem như lễ đính hôn của con và Sào Sào. Con cũng biết như thế là thiệt thòi cho cô ấy và Sở Gia, nhưng con hứa sẽ bù đắp cho Sào Sào và Sở Gia. Khi con khỏe mạnh hơn, con sẽ cho cô ấy một hôn lễ thật sự." Miệng Sở Kính Hùng hào hốc, ông thật lòng chỉ nghĩ đây là buổi gặp mặt hai nhà, không ngờ đây được xem là buổi đính hôn, chỉ là đứa con rể này lời nói quá khôn khéo, bia lấy khuyết điểm của mình để tiến một bước, làm bước đệm khóa chặt người khác. Sở Kính Hùng có chút mù mịt, ông rất rõ ràng Tần Phong là người tâm cơ sâu rộng. Mỗi việc anh làm dường như có mục đích hẳn hoi, không sư thừa hay phí công. Nếu bây giờ ông từ chối, xem như không hiểu chuyện, nhưng quan trọng ý cậu ta muốn cuối cùng là gì? Sở Sau những ngón tay bám víu vào nhau, nhìn Tần Phong không rời mắt. Sở Kính Hùng cười khan, tỏ ra hiểu chuyện, nói: "À, thật ra bác... À không, bà không câu nệ lễ tiết cho lắm. Quan trọng là con đối xử tốt với Tiểu Sao là được. Người ta cũng đã gọi ông là ba rồi đấy, làm sao ông có thể không thừa nhận cuộc hôn nhân này?" Làn môi mỏng của Tần Phong nhếch lên thành nụ cười nhạt, gật đầu: "Cảm ơn bà. Vậy con xin phép ngay bây giờ được đưa Sao Sao về Tần gia, có được không?" Trái tim Sở Sao lục bụp một cái. Tần Phong đang nghĩ gì trong đầu? Cô và anh còn chưa kết hôn với nhau nữa mà. Sở Kính Hùng cũng quá bất ngờ với ý kiến táo bạo của Tần Phong, không thể không ý kiến: "Phong, chuyện này chắc là không được. Hai đứa chưa kết hôn, chỉ sợ người ngoài nói ra nói vào không tốt." Tần Cát từ lúc giờ vẫn im lặng, đưa đôi mắt sắc bén quan sát cháu trai mình. Lúc này ông cười thành tiếng, bước đến vỗ lấy vai Tần Phong: "Phong, ông có thể biết lý do không?" Tần Phong đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sở Sao, thấy cô đang ngây ngốc nhìn mình, rồi mới hướng đến hai người lớn, vẫn điềm nhiên như không: "Ông, cháu đi đứng không tiện, sẽ không thể gặp Sao Sao nhiều được. Cháu chỉ muốn cháu và Sao Sao có thời gian bên cạnh nhau, nên chỉ còn cách đưa cô ấy về Tần xa trước. Thứ nhất, Sao Sao cũng có thể tập làm quen mọi thứ. Thứ hai, Sao Sao có thể hiểu được cuộc sống của cháu." Lời anh nói tuy nhẹ nhàng, nhưng Sở Sao lại bị nó đánh bại. Có thể cổ ngốc, nhưng mỗi lần nghe anh nhắc đến khuyết điểm của mình, cô lại thấy xót xa lạ lùng. Tuy với con người của Tần Phong đa mưu túc trí, nhiều lúc khiến Tần Cát khó nắm bắt được, mà giọng điệu thiếu tự tin này cũng không phải tính cách Tần Phong. Nhưng Tần Cát cũng không muốn nghiên cứu, chỉ là nếu cháu trai ông đã muốn cô bé kia, ông sẽ không để cháu trai của ông thất vọng. Ông cười khẽ, quay đầu nhìn vẻ mặt bối rối của Sở Kính Hùng: "Sở Tổng, từ ngày mai, cả nước ai mà không biết Tiểu Giao sẽ là vợ chưa cưới của cháu trai tôi. Ai dám nói ra nói vào, Tần Cát tôi sẽ không để yên. Cậu cũng thấy rồi đấy, cứ để hai đứa ở gần nhau. Tôi hứa, nếu Tiểu Giao mất một cọng tóc nào, tôi sẽ chịu tội với cậu, được không?" Sở Kính Hùng xua tay: "Tần lão gia, tôi không phải không có ý, không tin tưởng ông. Chỉ là Tiểu Giao, nó hơi nhút nhát và còn nhỏ dại, chỉ sợ nó chưa quen được cuộc sống hào môn ở Tần gia." Tần Phong bất ngờ đẩy xe về phía bên cạnh Sở Sao, nắm lấy tay cô, làm Sở Sao giật nảy người, thiếu chút nữa là rút tay ra, phải kiềm chế run rẩy mới để yên cho anh nắm. Cảm nhận sự run rẩy của cô, Tần Phong dịu dàng hỏi: "Quyết định là ở nơi em, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Anh biết với tình trạng của anh bây giờ rất khó cho em. Nếu bây giờ em hối hận, anh sẽ không làm khó em. Dù sao, 3 năm qua anh cũng đã quen chỉ có một mình." Lời nói của anh khiến trái tim nhỏ bé của Sở Sao không biết vì sao lại đau lòng. Ánh mắt anh khiến cô nhìn thấu
có gì đó cô đơn mà anh đang gánh chịu. Sở Sao từ nhỏ đã là cô gái yếu lòng, huống hồ với Tần Phong, Sở Sao chưa bao giờ kỳ thị hay ghét bỏ về khuyết điểm của anh. Sở Kính Hùng cũng biết nhị thiếu gia Tần gia chịu yếu thế, nói đến như vậy là điều không thể ngờ. Ông bước đến hỏi con gái mình đang thả hồn trôi theo gió. Tiểu Sao à, hay là con cứ về Tần gia ở một thời gian, xem như trước khi cưới hai đứa cũng phải tìm hiểu nhau. Bà tin Tần lão gia và Tần Phong sẽ không để con thiệt thòi. Từ lòng bàn tay lúc này cảm nhận hơi ấm từ tay của anh, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm như biển hồ mênh mông của anh, khiến suy nghĩ của Sở Sao bị mê hoặc. Cô khẽ gật đầu với Sở Kính Hùng. Dạ. Sự gật đầu của cô khiến Tần Cát cười vui vẻ, vỗ lấy vai Sở Kính Hùng, nói: Được rồi, con bé cũng đã đồng ý, cậu cứ yên tâm, đừng lo lắng. Bàn tay nhỏ của Sở Sao vẫn bị Tần Phong nắm lấy. Cô phát giác anh nở nụ cười, nụ cười của anh rất đẹp. Sở Sao lên xe cùng Tần Phong, chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh. Sở Kính Hùng có chút không đành, như rằng ông vừa bán đi con gái mình thì phải. Suy nghĩ đó khiến ông không khỏi đau lòng. Ngồi vào trong xe, Sở Sao còn không hiểu nổi mọi chuyện sao lại trở nên như vậy. Mấy tiếng trước cô còn ở căn phòng nhỏ của Sở gia, hồi hộp lo lắng về buổi gặp mặt hôm nay. Thế mà ngay lúc này cô lên chiếc xe lạ lẫm này theo người ta về Tần gia. Còn nữa, người đàn ông bên cạnh cô hơn nửa tháng trước cách xa cô vạn dặm, thế mà bây giờ lại thành chồng chưa cưới của cô. Đúng là sự đời khó ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến lúc này Sở Sao vẫn còn mụ mị, chẳng thể hiểu nổi. Từ lúc lên xe, Tần Phong dựa thân người vào cửa xe, ánh mắt chăm chú nhìn cô, tuyệt nhiên không nói một lời, tuy không động tay động chân gì đến cô. Nhưng ánh mắt của anh khiến Sở Sao bị bức không thở nổi. Sở Sao chỉ còn biết cúi đầu ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ. Khi cổ cô mỏi nhừ thật sự, lúc này Tần Phong mới chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Sở Sao không kiềm chế được, ngẩng đầu, cánh tay trắng loãn đưa lên, xoa xoa lấy sau ót. Không biết cô có bị ảo giác hay không, lén đưa mắt nhìn Tần Phong, thấy anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, nơi khóe miệng nhếch lên, bờ vai còn run nhẹ. Cô cảm thấy dường như mình vừa bị anh trêu chọc thì phải. Người đàn ông này cũng quá đáng thật mà. Xe của Tần Phong không vào cửa chính của Tần gia mà vào một cổng khác, đi thẳng vào khuôn viên ngôi biệt thự của anh. Lúc thấy hai người vệ sĩ đỡ Tần Phong xuống xe, cô tò mò chăm chú nhìn vào chân anh. Cô cảm giác Tần Phong không giống như bị liệt hoàn toàn. Lúc người tên A Kiên đỡ anh, cơ thể của anh không hề dựa dẫm vào họ toàn bộ. Nếu chân anh bị mất cảm giác, có phải hai người vệ sĩ kia sẽ rất vất vả hơn không? Hay là do cô quá nhạy cảm, tự cho mình là đúng? Lúc Sở Sao chấn chỉnh lại tinh thần, cô biết mình nhìn quá chăm chú. Ý thức lại thì quá muộn, vì Tần Phong lúc này đã ngồi yên vị trên xe lăn, còn thoải mái quan sát cô, rất nhẫn nại chờ đợi cô. Hai má Sở Sao đỏ lên, lắp bắp: Xin lỗi, em không cố ý. Tần Phong dường như không quan tâm, đưa tay ngoắc ngoắc cô. Sở Sao rụt xe bước đến bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bị anh nắm lấy, ngón cái mơn trớn trên làn da non nớt của Sở Sao, khẽ nói: Em lên phòng nghỉ trước, anh có chút việc sẽ về phòng sau. Dĩ nhiên Sở Sao mừng như được ân xá mà không nghe hiểu những gì anh vừa nói, gật đầu như dã tỏi. Dạ. Tần Phong mỉm cười, đưa tay cô lên miệng hôn nhẹ. Ngoan. Trái tim Sở Sao đập rộn ràng, quỳnh quáng rút tay về, vừa đi vừa trốn theo sau người giúp việc đang đợi sẵn. Tần Phong xoay người nhìn theo bóng dáng của cô, đôi mắt lạnh pha lẫn hơi ấm khó thấy.
Sở Sao được đưa vào một căn phòng vô cùng sang trọng và rộng lớn. Sở tiểu thư, mời vào. Vâng, thím gọi cháu là Tiểu Sao là được rồi ạ. Dù ở Sở gia, mọi người đều gọi cô bằng tên. Bây giờ, nghe hai tiếng tiểu thư, Sở Sao thật sự không quen. Thiếm Lan chỉ cười cho qua, đây là phu nhân tương lai, bà nào dám xưng tên ngang bằng. Cô vào nghỉ ngơi, tôi xuống trước. Có cần gì, cô cứ gọi. Vâng. Cánh cửa phòng đóng lại, Sở Sao mới có tâm trí, quan sát căn phòng sang trọng, có phần nguy nga này. Căn phòng tuy nói là phòng ngủ, nhưng lại quá lớn, phân chia thành phòng tiếp khách và cả phòng ngủ riêng biệt. Ở phòng khách, thứ gì cũng có, tiện nghi vô cùng. Chỉ là có gì đó không đúng lắm, Sở Dao thả nhẹ bước chân vào phòng ngủ. Mùi hương nam tính lập tức tràn vào mũi cô, đưa mắt nhìn vào cách trang trí. Sở Dao có ngủ ngốc, cũng biết phòng này đã có người ở, mà người đó không ai khác, chính là Tần Phong. Không được, không được. Sao cô và anh lại ở chung phòng, hai người họ chưa kết hôn mà. Hay là Thiếm Lan hiểu lầm đưa cô vào đây. Sở Dao trong lòng có chút bất an, đứng loay hoay trong phòng, ngơ ngác suy nghĩ. Nhớ lại câu nói của anh lúc vừa rồi, cô tự lấy tay vỗ lấy đầu mình. Sao cô lại ngốc nghếch không hiểu ngụ ý của anh chứ? Hay là bây giờ cô đi tìm Tần Phong, chỉ là anh đang có việc, sợ làm ảnh hưởng chuyện của anh. Sở Dao ôm lấy túi sách ra khỏi phòng ngủ, ngồi vào chiếc ghế bằng gỗ rất đẹp, đăm chiêu nhìn vào cánh cửa. Sở Dao quyết không ngủ, cũng may Tần Phong trở về phòng rất sớm. Cánh cửa phòng mở ra, lúc này Tần Phong tự mở cửa và di chuyển xe lăn. Sở Dao nhìn cánh cửa khép lại, cô nhanh chóng đứng bật dậy, cứ thế ngơ ngác nhìn anh. Tần Phong ngừng xe giữa phòng, hai tay đặt trên thành xe, quan sát cô từ trên xuống dưới, trầm ổn hỏi. Đợi anh sau. Nhớ đến mục đích của mình, Sở Dao nhanh chóng gật đầu, hai tay bấu lấy nhau. Em có thể ở phòng khác không? Hỏi rồi lại lo lắng quan sát sắc mặt ôn nhu của Tần Phong. Anh không có động thái gì, qua một giây Sở Dao thấy anh giơ tay ra gọi cô. Qua đây. Sở Dao chậm rì rì bước đến, cứ tưởng như mấy lần trước anh sẽ nhẹ nhàng nắm tay cô. Lần này anh vẫn nắm, nhưng không nắm ở đó mà kéo mạnh. Sở Dao hốt hoảng bị anh kéo ngã ngồi trên đùi anh. A! Cô quận bách muốn đứng dậy lại bị vòng tay kiên cố của Tần Phong giam lại, hai cơ thể kề sát vào nhau. Sở Dao chống tay lên ngực anh, tìm cách ngồi dậy. Ngồi im. Anh ra lệnh, càng siết chặt vòng tay. Anh cúi đầu, cô ngẩng mặt, hơi thở hai người như hòa với nhau. Sở Dao liếm liếm đôi môi khổ khốc. Anh để em ngồi dậy được không? Em đang nghĩ, người như tôi ôm người phụ nữ của mình vào lòng cũng trở nên khó khăn có phải không? Hai mắt Sở Dao mở lớn, chăm chú nhìn anh, giọng điệu khác xa một Tần Phong lúc tối. Ánh mắt anh sắc bén lạ lùng. Đúng rồi, đây mới là người cô đã gặp ở buổi tiệc nửa tháng trước, lạnh nhạt, xa cách. Sở Dao sợ hãi lắc đầu. Không, không phải, em không có ý đó. Bất ngờ, Tần Phong mỉm cười, bàn tay vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô. Chỉ là anh ôn nhu mơn trớn tới lui, nhỏ giọng. Dao Dao, em không được sợ anh, biết không? Anh sẽ yêu thương em thật tốt. Thái độ anh lên xuống thất thường, Sở Dao ngây thơ, bị anh hù dọa đến ngốc. Không thấy cô trả lời, Tần Phong vuốt xuống trước cổ mảnh khảnh của cô. Anh hôn nhẹ lên cổ cô, thì thầm. Em có nghe anh nói gì không? Hừm. Nhờ có luồng điện xẹt qua, Sở Dao nước mắt lưng tròng, muốn bật dậy lại không thể nhúc nhích. Tỉnh táo né tránh đôi môi của anh, cô gật gật đầu. Em biết. Một tay anh luồn vào mái tóc đen mượt của cô, chế trụ ót cô lại, không cho cô né tránh. Tần Phong híp mắt, kề sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Sở Dao,
hôn lên má phấn của cô, trầm giọng dụ dỗ. Vậy em nói xem, em sẽ không rời khỏi anh. Em nói anh nghe nào, sao sao? Làn môi hồng nhuận của Sở Sao run rẩy, bị anh mơn trớn tới lui, cô quặn bách chẳng biết làm sao. Mỗi lần anh mở miệng là làn môi mỏng như có như không mà sát vào da thịt cô. Bàn tay nhỏ bầu lấy cổ áo anh nghẹn ngào, chẳng dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Tần Phong híp mắt, ngón tay cái của anh chà nhẹ vào môi cô. Anh trưng ra khuôn mặt đẹp đẽ, cạ mũi vào mũi cô thì thào. Giàu giàu, em chỉ có thể bên cạnh anh, nếu không em sẽ là tội đồ của Sở Thị và Sở Gia, em biết không? Có ngốc cách mấy, Sở Sao cũng hiểu được đây là lời uy hiếp. Cô ngã đầu ra sau, tránh sự đụng chạm của anh, nghẹn ngào tố giác. Anh, không phải anh nói, dù em quyết định như thế nào, anh cũng không làm khó em sao? Tần Phong mỉm cười. Đúng vậy, nhưng anh không có nói là sẽ không làm khó Sở Thị và cả Sở Gia, bảo bối à? Hơi thở Sở Sao nặng trịch, muốn mắng chửi anh là đồ vô liêm sỉ, là kẻ hay mặt. Nhưng một chữ cô cũng không dám thoát ra. Ấm ức, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Tần Phong kéo cô lại, hai tay ôm lấy mặt Sở Sao, giọng điệu dỗ dành. Ngốc, khóc gì chứ? Chỉ cần em không rời xa anh, muốn như thế nào anh cũng chịu. Nói xong, anh không kiêng dè, mổ nhẹ lên môi cô. Sở Sao hốt hoảng, muốn lấy tay che miệng lại, chỉ là chậm một bước, đôi môi cô đã bị Tần Phong ngậm lấy. Hức, không. Sở Sao run rẩy, quay trái quay phải, nhưng không thể nào trốn tránh anh được. Cánh tay đưa sang, ôm chặt cô vào lòng, bàn tay còn lại ôm lấy mặt cô, không cho cô nhúc nhích. Cứ thế mạnh mẽ, xâm chiếm càng sâu. Nhưng mà cô lại gắt gao cắn chặt răng, không cho anh có cơ hội thâm nhập. Tần Phong trừng phạt bằng cách cắn nhẹ vào môi cô. Hức, Sở Sao chịu không nổi đau, nức nở há miệng ra. Anh nhân cơ hội này càng quấy sâu hơn. Đầu óc Sở Sao đã trở nên trống rỗng, hai tay vụng vẫy dần mất sức, búng lòng đặt bên eo anh. Lần đầu tiên biết nụ hôn là gì, cô không ngờ đối phương lại cuồng dã như vậy. Khi thấy Sở Sao dường như hết thở khó khăn, anh mới vừa lòng buông cô ra. Nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp phủ đầy sương mù, anh mỉm cười. Anh đóng dấu rồi, em phải an phận biết không? Sở Sao chớp chớp hàng mi dài như cánh bướm, vùi mặt vào ngực anh, thở hổn hển. Chẳng còn sức để mà phản bác lại nữa, cô biết mình không phải là đối thủ của anh và tự thôi miên chính mình rằng đây là một người đàn ông đáng thương, không phải là một tên ác ma đâu, đừng sợ. Lão luyện như ba cô còn bị Tần Phong sát mũi nữa là bây giờ cảm giác xấu hổ bao trùm, Sở Sao quyết làm con rùa rụt cổ trốn trong ngực anh, một chữ cũng không nói. Qua một lúc sau, Tần Phong vỗ vỗ lấy đầu cô, khẽ nói. Ăn khuya không? Anh bảo thím La nấu cho em. Buồn phiền ấm ức lại vì câu hỏi quan tâm này mà bay đi nửa phần, nhưng nỗi sợ hãi vì thái độ bất biến của Tần Phong vẫn còn trong Sở Sao. Cô thật không nắm bắt được con người này. Cô không biết vì sao mình lại sợ anh như vậy. Có lẽ trong cuộc sống hai mươi mấy năm qua, cô chưa từng gặp qua loại người trong ngoài bất nhất như Tần Phong. Hôn nhân này quá nhanh chóng, cô còn chưa tiêu hóa nổi, rồi trong một đêm buổi gặp mặt trở thành buổi đính hôn, lại yên vị ngồi ở đây bị anh ức hiếp. Chỉ mới có mấy ngày trôi qua mà mọi thứ đều bị đảo lộn lên tất cả. Hỏi sao Sở Sao không chấn động tinh thần cho được, lại tự khinh bỉ bản thân mình quá nhẹ dạ cả tin. Kết cuộc này là sao cô tự chọn lấy mà thôi. Sở Sao từ trong lòng anh chui ra, nhanh chóng lắc đầu, lại nghĩ gì đó, chân mày nhíu nhíu lại. Ánh mắt giả soát Tần Phong từ trên xuống dưới, ngại ngùng hỏi. Anh tắm rồi à? Tần Phong bây giờ mới phát hiện
Cô gái này rất hay không chú tâm. Anh cười nhẹ, gật đầu. Ừ. Sở Sao cũng không nghiên cứu gì nhiều, chỉ thấy anh đúng như mấy nam người mẫu trên TV, mặc đồ ngủ bình thường cũng rất tà sáng. Cô đè đè ngực anh, nhỏ giọng. Em cũng muốn tắm. Tần Phong hiểu ý, thả lòng vòng tay, vỗ nhẹ đầu cô cũng không làm khó. Đi đi. Sở Sao liền thoát khỏi tay anh, chạy trốn vào phòng tắm. Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Tần Phong nở nụ cười quái dị. Khi Tần Phong đã yên vị ngồi ở trên giường, thời gian trôi qua nửa tiếng cũng chưa thấy Sở Sao bước ra. Tần Phong quay người, đặt cuốn tạp chí lên tủ, lại nhìn xuống chân mình, mày đen nhíu lại. Khi ngẩng mặt lên, anh cất tiếng gọi vọng vào phòng tắm. Rào rào. Không thấy tiếng cô đáp lại. Sau đầu, hay em muốn anh bảo đó? Anh rất nhẫn nại, chờ đợi người bên trong. Quả nhiên, cạch, cánh cửa mở ra, Sở Sao nửa người bên trong chỉ đưa khuôn mặt nhỏ nhắn, bối rối, chẳng biết làm sao. Nhỏ giọng nhìn Tần Phong. Em không có đồ để mặc. Tần Phong dù có nghiêm túc đến đâu cũng phải buồn cười. Anh hắng giọng hỏi. Thế em đang mặc cái gì? Sở Sao cúi đầu nhìn chiếc áo tắm to sụ đang bao bọc cả cơ thể nhỏ nhắn của mình. Là áo tắm. Trời ơi, còn gì xấu hổ hơn nữa. Lúc vào trong phòng tắm, cô cứ bị chuyện thân mật của Tần Phong làm cho ngớ ngẩn. Cũng quên đi là phòng tắm nhà ai và chuyện không có quần áo. Cứ thế ném chiếc váy lên thành bồn, dĩ nhiên không tránh khỏi bị dính nước. Cũng may là bộ đồ nhỏ cô vẫn còn mặc trên người, nếu không sổ này cô thật sự chỉ muốn ngủ trong phòng tắm. Ra đây. Tần Phong nhịn cười lại tiếp tục gọi cô. Cô nhóc này chẳng những đơn thuần mà cô còn hay thả hồn theo gió bay, bị người khác lừa đi lúc nào không hay. Lúc cô vừa bước vào phòng tắm, anh đã biết trước kết quả rồi. Không ngờ kết quả còn thú vị hơn anh tưởng tượng. Sở Sao lắc lắc đầu phụng phịu. Rất khó coi. Làm như không quan tâm cô mặc gì, Tần Phong say say chán như rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, nói. Cái gì cần chè, em cũng đã chè, khó coi chỗ nào chứ? Sở Sao nhìn xuống, lại nghĩ anh nói cũng đúng. Thấy anh có vẻ mệt mỏi, Sở Sao cắn răng, lách thân mình về phía anh, đứng cách Tần Phong tầm 3 bước chân. Tần Phong híp mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, không biết sau mới tắm rửa hay vì ngại ngùng mà đỏ bừng, chỉ là da trắng mịn, vô cùng sạch sẽ, non nớt, không chút phấn son, càng tô lên đường nét thanh tú của cô. Nhìn xuống vóc dáng mảnh mai, đường bao bọc bởi áo ngủ của anh. Áo ngủ dài ngang gối, khoe ra đôi chân thon dài, trắng nõn nà. Nhìn theo ánh mắt của anh, Sở Sao ngại ngùng, cụp các ngón chân đáng yêu xuống thảm, hai bàn chân còn không tự nhiên chà sát vào nhau. Tần Phong thu lại tầm mắt, vỗ vỗ lấy chỗ bên cạnh. Ngủ thôi. Ngủ? Ngủ sao? Ý anh là hai người ngủ chung giường ư? Sở Sao háo miệng muốn từ chối, lại nhớ những gì anh cảnh cáo lúc vừa rồi. Cô âm thầm nuốt nước bọt, muốn cùng anh thương lượng. À, em có thể ngủ sofa không? Thấy Tần Phong nhớn mày vẻ không hài lòng, Sở Sao quỳnh quáng nói nhanh. Anh đừng hiểu lầm. Em chỉ là cần thời gian thích nghi thôi. Anh đưa tay xoa xoa lấy vai mình, vu vơ nói. Tùy em. Sở Sao thở phào mừng thầm, lại nghe anh nói thêm. Về Sở Sa tìm sofa mà ngủ. Đồng nghĩa với việc nếu ở đây thì không có chuyện ngủ sofa. Người đàn ông quá đáng này. Nếu cô dám quay về Sở Sa, dĩ nhiên kết quả như thế nào cô cũng có thể hiểu. Nói rồi Tần Phong kéo gối nằm xuống. Anh nằm nghiêng người, mặt gối lên tay chừa một khoảng trống bên cạnh, chăm chú nhìn Sở Sao vẫn đứng như tượng cạnh giường. Chỉ sau vài giây đấu tranh dữ dội với bản thân,
Sở Giao cắn chặt răng, bò lên giường, tạo khoảng cách với Tần Phong, nằm sát mép giường, chẳng dám nhúc nhích thân người. Chỉ là ai đó không để cô được toại nguyện. À, cánh tay chắc khỏe đưa ra, ôm lấy eo cô kéo về. Sở Giao hốt hoảng, bị anh ôm lấy. Cô đưa lưng về phía anh, hai tay gắt gao đặt lên tay anh, run rẩy. Cảm nhận nơi cổ bị làn môi anh hôn lấy, Sở Giao rụt cổ lại. Đừng, đừng mà. Sở Giao sợ hãi, chỗ người, hai tay ngăn cản, chống trước ngực anh. Lúc này, mái tóc Tần Phong rũ xuống, nhìn càng lãng tử, đẹp đến mê hồn. Tần Phong không quản việc, Sở Giao sợ đến mặt trắng bệch, trực tiếp kéo cô vào lòng mình, vén tấm chăn mỏng lên, làm cho thân thể hai người càng gắt gao, dán chặt vào nhau. Em lại nhai cái gì vậy? Anh có ăn em chưa? Sở Giao mặt từ trắng chuyển sang đỏ, thấy cô im bặt, Tần Phong nhếch môi, cắn nhẹ lên cho mũi cô, tả tứ lại nói. Khi nào em thấy anh đi được, lúc đó anh sẽ ăn em. Khi đó em lo lắng, cũng không quá muộn, còn bây giờ thì ngủ đi. Thật ra, Sở Giao không quá ngốc, chỉ là với một người ý tứ thâm sâu như Tần Phong, Sở Giao luôn luôn không thể sánh bằng. Như lúc này, một câu hai nghĩa của anh, cô lại hiểu rằng và thương cảm anh đang tự ti với bản thân, không được trọn vẹn như bao người đàn ông khác. Có phải sự phản kháng quá mức của cô làm Tần Phong tổn thương hay không? Không biết có phải vì hôm nay hoảng sợ quá nhiều, lại nằm trong lồng ngực xa lạ, mơ mơ màng màng mà ngủ, Sở Giao nhỏ nhắn an phận, nhu thuận, ngủ ở trong lòng người đàn ông rất phù hợp, tựa như trước đây mất đi một hình ghép, rốt cuộc tìm được rồi, ghép lại vào vị trí vốn có của nó. Ánh trăng khuya dần bị mây đen che phủ, Tần Phong cúi đầu hôn lên má phấn đỏ nớt, qua chóp mũi tiếp đến đôi môi ửng hồng đang hé mở. Gương mặt người đàn ông luôn bình tĩnh như nước. 3 năm qua thói quen mang lớp mặt nạ ngụy trang trước mặt mọi người này đã tháo xuống. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của Sở Giao thì thào, ngốc. Lúc Sở Giao tỉnh dậy đã không còn thấy Tần Phong ở bên cạnh. Cái cảm giác mơ mơ màng màng cứ nghĩ là còn ở Sở Gia. Đến khi cô mở mắt tỉnh cả ngủ, khi thấy không gian hoàn toàn lạ lẫm. Sở Giao giật mình ngồi bật dậy, nhìn rào rác cả căn phòng. Đúng là không phải phòng của cô. Phòng của cô đâu to mà đẹp như thế này. Lại quan sát khắp phòng, thắc mắc Tần Phong rời giường từ lúc nào. Sau anh không gọi cô dậy để giúp anh rời giường, Sở Giao phát hiện tuy Tần Phong thâm sâu khó lường nhưng vốn rất cao ngạo, lòng tự tôn lại rất cao. Bề ngoài anh có vẻ dường như không quan tâm đến đôi chân của mình, nhưng thật ra cô thấy được anh luôn trốn tránh, không cho cô thấy được sự bất lực của anh. Bất giác Sở Giao có chút buồn bực. Cô vốn không ngại vất vả mà, cô cũng không cho anh phiền phức, vậy thì anh còn ngại gì chứ? Mới sáng, do suy nghĩ của mình khiến Sở Giao có chút phiền lòng. Cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa, Sở Giao chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Thiếp Lan mở cửa đi vào cùng hai cô gái, váy áo chỉnh tề, hình như là nhân viên của cửa hàng nào đấy. Trên tay cả ba người, vô số là túi giấy lớn nhỏ. Sở tiểu thư, đây là quần áo và đồ dùng của cô. Thiếu gia nói cô dùng tạm trước. À, thiếu gia đang đợi cô ở bờ hồ. Miệng Sở Giao há hốc, dùng tạm mà nhiều thế này ư? Cô ngây ngốc gật gật đầu, nhìn bọn họ đi rồi, đi đến, cầm các túi lên xem, nào là quần áo, còn có cả đồ nhỏ và mỹ phẩm. Rất nhiều nha, Sở Giao bị những món đồ xa xỉ đẹp đẽ này làm cho choáng váng, nhất là nhìn các tem còn giá trên đó. Thật là cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ khoác lên người những món hàng đắt đỏ thế này. Lựa qua chọn lại, qua một lúc Sở Giao mới chọn cho mình chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng đơn giản nhất để mặc.
Nghĩ đến bờ hồ, buổi tối đêm hôm ấy, cô còn phải xinh xập để ngắm anh từ xa. Chỉ một chút nữa, cô lại đường đường chính chính xuất hiện ở nơi đó. Thật là sự đời khó đoán mà. Tần Phong thong thả ngồi trong khu vườn sập cây xanh, không khí trong lành, ánh mặt trời đan qua kẽ lá, tạo cảm giác ấm áp như có vầng sáng bao phủ lấy lưng anh. Sở Sau chớp chớp mắt, nhìn anh ngẩn ngơ, hít thở sâu, thả nhẹ bước chân trên cỏ. Dù rất nhỏ, nhưng Tần Phong vẫn phát hiện, nhẹ nhàng quay đầu lại. Vừa nhìn thấy cô, anh liền nở nụ cười ấm áp. Sở Sau tự nói với lòng không được bị anh mê hoặc. Phía sau nụ cười đẹp đẽ ấy là cả một bụng dạ xấu xa. Cô đã được giáo huấn rồi nên phải khắc cốt ghi tâm. Lại đây, Tần Phong mở miệng gọi cô. A Kiên kéo ghế mời Sở Sau. Dĩ nhiên anh ta đúng là một vệ sĩ, biết làm vui lòng cậu chủ mình. Chiếc ghế của cô và vị trí ngồi của Tần Phong sát kề bên nhau. Sở Sao cũng không mặc cả làm gì, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Tần Phong tay lướt bàn phím laptop, ngừng lại, quay mặt tự nhiên hỏi cô: em thích mẫu nào? Lúc này Sở Sao mới ý thức được anh đang xem cái gì. Cô nhìn vào màn hình máy tính, thấy anh đang lướt xem các kiểu quần áo nữ. Sở Sao lắc đầu, thành thật nói: anh mua cho em nhiều rồi, với lại ở nhà em còn rất nhiều đồ, đem đến mặc là được. Tần Phong nhíu mày, không đoái hoài đến cổ nữa, xoay laptop đưa cho người vệ sĩ đứng bên cạnh. Bảo họ mẫu mới về đều đưa đến, tất cả các màu, size S, còn những thứ khác tôi sẽ đặt sau. Vâng, thiếu gia. A Kiên nhanh chóng ôm lấy chiếc máy tính rời đi. Sở Sao nghẹn họng, mím môi nhìn anh. Tần Phong chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt không tốt của cô, nhàn nhạt nói: từ bây giờ bên cạnh anh, những gì đã cũ em nên ném đi. Một ý hài nghĩa, nhưng Sở Sao làm sao hiểu nổi ý anh. Sở Sao chỉ vì câu nói của anh có chút tổn thương. Cô nghĩ anh biết cô là con riêng, những thứ cô sử dụng luôn cũ kỹ và không đắt tiền, nếu đem về đây sẽ làm xấu đi vẻ sang trọng của nơi đây. Sở Sao nghĩ cũng lạ, ở Sở xa bao nhiêu năm, bị mẹ cả và Sở Hân thường xuyên nặng lời, nhiều lần thành thói quen đến mức cô không quan tâm. Nhưng bây giờ cô lại rất quan tâm lời nói của Tần Phong đối với cô. Thấy cô gái bên cạnh im lặng cúi đầu, Tần Phong nâng cằm cô lên. Thế nào, không muốn? Quá khứ của cô anh vô cùng quan tâm, vì quan tâm mới trở nên phiền lòng mà bắt ép cô. Nhưng não của cô gái này không biết suy nghĩ được những gì anh nói hay không. Tần Phong buồn bực ôm mặt cô lại gần, cắn nhẹ lên môi Sở Sao. Ôi đau! Sở Sao ủy khuất che môi nhìn anh. Tần Phong kề môi cả vào tay cô, đôi mắt sâu thẳm híp lại đầy nguy hiểm và quyến rũ mà bị cảnh cáo. Sau sau, quá khứ em ra sao anh sẽ bỏ qua, nhưng hiện tại và tương lai em phải biết, em là người phụ nữ của anh, cái gì lưu luyến trong não em nên tẩy xóa từ ngay bây giờ, hiểu không? Lưu cái gì, xóa cái gì? Sở Sao căng thẳng cố gắng tiếp thu lời anh, nhưng dù cố vận động tất cả các dây thần kinh đến mức nào, cô vẫn không hiểu nổi Tần Phong nói gì và tức giận vì cái gì. Sở Sao kéo lấy tay anh, sợ hãi lí nhí trong miệng. Được, em sẽ bỏ hết, không lấy thứ gì cả. Nhưng em muốn lấy hình của mẹ em. Một chút khó chịu vì nghĩ đến quá khứ của cô chồng anh dường như tắt ngúm. Ánh mắt sợ hãi lẫn lời nói đáng thương của cô làm Tần Phong cảm thấy bất lực, còn có không đành lòng. Tần Phong kéo cô vào lòng, anh đặt khuôn mặt tuấn tú lên vai cô, buồn cười xoa đầu cô, nói: đồ ngốc, anh của mẹ, anh sẽ cho người đến lấy. Được rồi, cô gái ngốc này không phải bọn người tâm cơ ngoài kia, anh không cần làm cô sợ hãi quá mức.
Sở Sau ngượng mặt thở phào, cũng may anh của mẹ cô đem về đây không bị anh cấm cản. Sở Sau nhíu nhíu mày, kéo tay anh, nhẹ giọng thương lượng. Sách vở tuy đã cũ, nhưng em còn phải ôn thi. Lời kể tiếp bị Tần Phong nuốt vào miệng. Anh chỉ sợ cô nói tiếp, anh sẽ bóp chết đồ ngốc này mất. Trong mắt cô, anh là loại người gì thế này? Chẳng lẽ anh lại đi ganh tị với người đã khuất, còn có những thứ vô tri vô giác kia? Sở Sao lúc đầu còn cố để anh ra, vì đây là sân vườn, có người xa vào, nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được, còn bị anh vừa hôn vừa cắn đến thở không ra hơi. Sở Sao thật lòng vừa ấm ức vừa xấu hổ, đến tận cùng vẫn không biết mình sai chỗ nào. Có điều hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng cũng ấm áp và vàng rực hơn ngày thường. Ăn sáng nha. Sở Sao xấu hổ, có chút giận dỗi, úp mặt xuống ngực anh, chẳng thèm ư hử, cũng không muốn ngẩng đầu lên. Biết cô đang xấu hổ, còn có giận mà không dám nói, Tần Phong vùi mặt vào tóc cô, bật cười, hôn lên đỉnh đầu cô, xoa dịu. Á Nguyên từ xa bước đến, thấy cảnh này, nhảy mắt có chút vui vẻ, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh như nước. Thiếu gia, lão gia nói, tối nay mời thiếu gia và Sở tiểu thư qua nhà chính dùng cơm. Còn đây là các tạp chí hàng đầu mới ra sáng nay. Anh ta cẩn trọng đặt lên bàn, liếc mắt nhìn qua các cuốn tạp chí. Ảnh bìa dĩ nhiên là tin tức mới nhất. Nhị thiếu gia của tập đoàn Tần Thị đính hôn cùng nhị tiểu thư của tập đoàn Sở Thị. Phất tay, ý bảo A Nguyên rời đi, Tần Phong xoa xoa lấy gáy tai của Sở Sao trêu đùa, bừng quơ hỏi. Em ít chụp hình lắm mà. Hàng mi dài Sở Sao chớp chớp, thắc mắc sao anh lại hỏi chuyện này. Cô ngẩng mặt nhìn anh, dù nhìn theo ánh mắt của anh, mới phát hiện trên bàn rất nhiều tạp chí đăng hình anh và cô với tiêu đề bọn họ đã đính hôn. Sở Sao há hốc miệng, cầm lên xem, mày đen thanh tú nhíu lại, miệng nhỏ lẩm bẩm. Sao lại lấy hình thẻ của em mà đăng, xấu chết đi được. Hình của anh thì vừa phong độ, còn bảnh bao biết bao nhiêu, đến phiền cô, bọn nhà báo lại không có tâm ghép ảnh thẻ cô chụp lúc vào đại học. Thật là. Thấy cô phụng phịu, Tần Phong buồn cười, đặt cằm lên vai cô, thân thiết an ủi. Cũng chỉ là tin tức đính hôn, khi nào kết hôn, chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh đẹp hơn. Trái tim Sở Sao lộ bụng một cái, quay mặt muốn nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, như chỉ có đối phương là tất cả. Đôi môi đỏ hé mở, Sở Sao suy nghĩ một chút, dè dặt nói. Phong, em không phải là Sở Hân, mà còn là con riêng của bà em. Anh vẫn muốn kết hôn với em sao? Đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt làn da trong suốt dưới nóng ấm. Em là ai, là con riêng hay như thế nào không quan trọng, người anh muốn chỉ có em. Hai má Sở Sao ửng hồng, xinh đẹp vô cùng, cô nhút nhát nhỏ giọng. Nhưng nếu ngày đó người đến nhà hàng là Sở Hân, chị gái em thì sao? Thì anh có cho đó là buổi đính hôn và muốn đưa Sở Hân về Tần gia như đã làm với cô hay không? Tần Phong mổ nhẹ lên môi cô, cười cười. Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Tại sao? Sở Sao khó hiểu, nếu tay anh muốn biết lý do. Tần Phong veo lấy má cô. Sau này em sẽ biết. Bây giờ thì ăn sáng thôi. Anh không thích ôm một người gầy. Ánh mắt Sở Sao một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt tuấn giật của anh. Tần Phong, tận cùng anh là con người như thế nào? Những cuốn tạp chí đều văng tung tóe dưới bàn. Ngô Đạm Tuyết ngồi bệt xuống thảm, sắc mặt vô cùng tệ. Ngón tay sờ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông in trên hình, miệng cô ta run rẩy lẩm bẩm. Đây không phải là sự thật. Phong, em không tin, đây vốn không phải sự thật. À, Ngô Đạm Tuyết tức giận nhào nát cuốn tạp chí, tiếng hét của cô ta làm kinh động cả người giúp việc chạy lên. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cút, cút cho tôi.
Ngô Đạm Tuyết đứng dậy, để người giúp việc ra ngoài, đóng sầm cánh cửa phòng. Reng reng. Lúc này, bất ngờ tiếng điện thoại vang lên. Ngô Đạm Tuyết nhìn tên hiện lên trên màn hình. Cô ta lau nhẹ khóe mắt, chỉnh đốn lại tâm trạng, mới dám cầm máy lên, bấm nút nghe. Sinh, em nghe. Tần Sinh cũng không phát hiện chuyện gì không đúng. Em sửa soạn một chút, tối nay đến Tần gia dùng bữa cơm gia đình. Chân mày cô ta nhíu lại, cười gượng hỏi. Có chuyện gì quan trọng hả anh? Nghe cô hỏi đến, Tần Sinh trong điện thoại cười khẩy. Em còn chưa đọc tạp chí à? Nghe đâu ra mắt thành viên mới. Tần Phong cũng quá hưởng thụ rồi đấy. Mấy năm nay không thèm quản việc kinh doanh, bây giờ còn đòi có gia nhân bên cạnh hầu hạ. Sắc mặt Ngô Đạm Tuyết trắng bệch, gắng gượng nói. Em có đọc, nhưng cô ngỡ là tin vịt. Nếu như vậy thì chúng ta phải mừng cho anh ấy. Tần Sinh lạnh giọng. Em không tiếc nuối à? Làn môi bị cô ta cắn đến đau nhói, ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại, giọng nói tỏ ra hờn giận. Anh nói nhăng nói cuội gì đấy? Anh còn chưa rõ tình cảm em dành cho anh sao? Tần Sinh nhếch môi không bàn cãi. Em biết vậy thì tốt. Anh nói với tình trạng của nó bây giờ, em nghĩ có cô gái nào thật lòng với nó không? Không vì tiền tài thì vì cách gì mà anh cũng không quan tâm. Đó là chuyện của nó. Thôi được rồi, anh vào họp đây. Em chuẩn bị đi. À, tối nay bận không đến đón em được. Em tự đến nhà. Nói rồi, không đợi đối phương ừ hử, Tần Sinh đã tắt máy. Nghe tiếng tu tút từ máy, Ngô Đạm Tuyết buồn bực, ném điện thoại lên nệm, bần thân ngồi xuống giường. Cả thân thể cũng như không còn sức, cơ thể vùi mặt xuống nệm. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, cả một bầu trời quá khứ như ùa về, dằn vặt lấy linh hồn và cả thể xác của chính mình. Có những lúc muốn trốn tránh quá khứ, nhưng làm thế nào, cố gắng ra sao cũng bất lực. Từ năm 10 tuổi, Ngô Đạm Tuyết đã quen biết Tần Phong, do hai nhà là đối tác làm ăn và cùng là đồng hương nên rất thân thiết. Từ nhỏ, Ngô Đạm Tuyết đã thường xuyên được ba của cô đưa sang Tần gia. Lần đầu tiên gặp Tần Phong là khi anh vừa đi học trở về, trên người anh là bộ đồ bóng rổ khỏe khoắn. Dáng dấp anh cao ráo, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng thu hút cô ta ngay giây phút đầu tiên. Hai nhà càng thân thiết, thường xuyên đi du lịch cùng nhau, Ngô Đạm Tuyết luôn bám riết lấy anh. Tuy anh ít nói nhưng cũng không đến mức xa cách. Có vẻ một phần Tần Phong không có em gái nên anh cũng rất sẵn lòng để cô bên cạnh anh. Nhưng tính tình Tần Phong thuở bé đã rất trầm lặng, kín đáo. Tuy anh không thích thể hiện gì nhiều, nhưng với Ngô Đạm Tuyết như vậy là quá đủ. Chỉ cần anh không đẩy cô ta ra xa thì cô ta đã mãn nguyện và xem điều đó là hạnh phúc. Ngày đó Tần Sinh đã rất thích bám lấy cô ta, nhưng mọi tâm tư Ngô Đạm Tuyết đều đặt trên người Tần Phong. Càng lớn lên, Tần Phong càng ngày càng tuấn giật, thủ hút. Cộng với việc anh luôn là sinh viên dẫn đầu, top học sinh giỏi trong trường, thu hút biết bao cô gái. Lúc đó Ngô Đạm Tuyết vô cùng lo lắng, sợ anh sẽ bị người khác cướp mất. Cô càng đeo bám anh chặt hơn, thường có nhiều cử chỉ thân mật khiến cho hai gia đình nghĩ rằng bọn họ là một cặp. Tần Phong vẫn để cô cố ý làm càn, anh không một tiếng giải thích. Có lẽ vì quá nhiều nữ sinh theo đuổi, anh đem cô ta ra làm vật cản, hoặc anh cũng thật sự thích cô ta nên cố tình để cô ta cản quấy. Chỉ biết là giai đoạn đó Ngô Đạm Tuyết dù sống trong mộng tưởng hay là thế nào đi nữa, cô ta vẫn vô cùng hạnh phúc. Tần Phong lại chưa bao giờ giải thích, khiến hai nhà còn nghĩ sẽ tìm ra một ngày cho hai đứa trẻ đính hôn. Khi tương lai tốt đẹp đến mức cô luôn mơ mộng về một đám cưới xa hoa hạnh phúc trước mắt, thì trong một đêm bi kịch lại ập đến, nghe tin dữ rằng Tần Phong bị tai nạn. Cả bầu trời như sụp đổ, Tần Phong bị thương rất nặng, phải nằm trong phòng cách ly. Gần một tháng sau, Tần Cát đưa anh sang Mỹ chữa trị. 3 tháng sau,
Tần Cát trở về với nét u sầu không thể nào che giấu. Ông trở về vì Tần Phong muốn ở một mình cùng với ba người vệ sĩ thân cận của mình tại Mỹ một thời gian, nhất quyết không muốn bất cứ người thân nào bên cạnh. Tần Cát đành ngậm ngùi trở về, trong lòng dối như tơ vò. Trong vòng một năm, Ngô Đạm Tuyết bao lần năn nỉ cầu xin ba mình muốn sang Mỹ thăm Tần Phong, nhưng ngặt nỗi chẳng ai biết chút tung tích gì của anh. Cũng trong thời gian ấy, Tần Sinh đã ở bên cạnh an ủi, chăm lo lắng cho cô ta hết mình. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Khi cô vật vã uống rượu vì nhớ Tần Phong, đã nhìn nhầm Tần Sinh là anh, hai người xảy ra quan hệ. Có lần một sẽ có lần hai, mọi thứ không thể dừng lại được nữa. Hơn một năm bên đó, dù cố gắng cách mấy, bác sĩ cũng không thể cứu chữa được đôi chân của Tần Phong. Đau lòng nhất khi Tần Phong trở về đã không còn như trước, anh tự giam chính mình, không mảy may quan tâm đến ai, kể cả cô ta. Vệ sĩ của anh không cho cô được gặp anh, mà cả ba mẹ và gia đình anh muốn được thấy mặt anh cũng vô cùng khó khăn. Ngô Đạm Tuyết tự nhận mình cũng yếu lòng, cô ta cần tương lai và hạnh phúc. Thời gian lúc ấy, Tần Sinh lại trở thành người hùng của Tần Gia và cả cô ta. Dù cô ta rất yêu Tần Phong, nhưng Ngô Đạm Tuyết thật lòng không biết phải làm sao để yêu một người tật nguyền như anh. Cô ta không thể nào đánh đổi cả thanh xuân của chính mình để mà trở thành cây nặng cho anh cả đời được. Tình yêu ấy, cô ta đành chôn vùi và bắt đầu một cuộc sống mới, không còn có cái tên Tần Phong. Thế mà nhiều đêm thức giấc, cô vẫn gọi lấy tên anh. Còn bây giờ, nghe tin anh đính hôn, tìm cô ta đau đến không thở nổi. Ngô Đạm Tuyết ích kỷ mà nghĩ rằng cả đời này Tần Phong sẽ không mở lòng với một ai, anh cứ thế mà sống qua ngày. Không ngờ cô ta đã sai lầm, tin tức anh kết hôn là tin sốc nhất mà cô ta từng nghe, còn mong đó là một tin vịt được cười nhất. Nhưng không, đó lại là sự thật, một sự thật chua chát. Đối với Sở Sao mà nói, chỉ khi đối diện với Tần Phong mới khiến cô căng thẳng nhất. Còn với bữa cơm tối ngày hôm nay, Sở Sao chỉ có chút hồi hộp, nhưng lại trấn an bản thân, đáng sợ như Tần Phong cô cũng đã gặp qua rồi, còn gì mà sợ nữa chứ. Khi hai người chuẩn bị ra khỏi phòng, bất ngờ có tiếng điện thoại vang lên. Bước chân Sở Sao dừng lại, lắng tai nghe một chút, cô cúi đầu nói: "Là điện thoại của em, có thể là bà em xem một chút." Khi cô nhìn vào, thấy dãy số và tên người gọi, cử chỉ Sở Sao có chút khác lạ. Sao cô lại quên mất, cô còn nợ câu trả lời tỏ tình của Lâm Tuấn. Không lẽ anh ta đã thấy tin tức đính hôn của cô và Tần Phong nên mới gọi đến? Tần Phong điều khiển xe lăn đi đến, chỉ trong nháy mắt, anh liền phát hiện sắc mặt khác thường của Sở Sao. Sao không nghe máy? Sở Sao giật mình, ngẩng mặt khi thấy Tần Phong đã ở bên cạnh, không hiểu vì sao lúc này Sở Sao lại có cảm giác sợ hãi. Rõ ràng cô không làm gì sai cả. Gạt nỗi người gọi rất kiên trì, tiếng chuông này hết sẽ nối tiếp tiếng chuông khác. Hai tay Sở Sao đặt trước ngực, cầm lấy chiếc điện thoại, túa cả mồ hôi. Sở Sao lắp bắp: "Chỉ là bạn của em." Đôi mắt dài của Tần Phong hiếp lại, gặng hỏi: "Bạn nào, là nam hay nữ?" Bị anh hỏi dồn dập, Sở Sao há hốc miệng. Chỉ là Tần Phong, không cần câu trả lời, anh đưa tay ra: "Đưa anh xem." Nuốt nước bọt, Sở Sao liếm liếm khóe môi, nhanh chóng muốn đầu hàng. "Không cần, để em nghe là được. Chỉ là một đàn anh khóa trước, chắc gọi hỏi thăm thôi." Cô thề cô không hề nói dối, chỉ là sắc mặt Tần Phong lúc này quá đáng sợ, cô mới không dám nói ra tất cả. Tần Phong bất ngờ nở nụ cười lạnh ngắt. Anh nghiêng mặt nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi của cô: "Người đó là Lâm Tuấn, đúng không?"
Sở Sao cứ ngỡ mình nghe lầm, nhưng khi cô chưa kịp tỉnh táo, điện thoại trong tay đã bị cướp đi. Thần Phong bấm nghe, thong thả đặt lên tay, ánh mắt cảnh cáo nhìn Sở Sao như nói rằng: em thử lên tiếng, xem tôi sẽ xử lý em thế nào. Thần Phong chưa vội lên tiếng, bên kia tiếng nói lo lắng của Lâm Tuấn vang lên. Tiểu Sao, sao bây giờ em mới bắt máy vậy? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Tiểu Sao, em nghe anh nói gì không? Tại sao em lại đính hôn với Tần Phong? Em không biết hắn ta là kẻ tật nguyền hay sao? Còn nữa, em đã quên lời ước hẹn của hai đứa mình à? Em còn chưa trả lời anh mà. Anh biết em có nỗi khổ. Em nói anh nghe đi, anh sẽ giúp em, được không? Xin chào, đàn anh khóa trên của vợ thôi. Tiếng Tần Phong nhẹ nhàng vang lên, cũng đánh gãy lời đang phát ra bên đầu máy kia. Một không gian im lặng bao trùm, khó khăn lắm Lâm Tuấn mới tìm được giọng nói. Anh là Tần Phong? Đúng vậy, là kẻ tật nguyền cậu vừa nói đấy. Cậu nói xong rồi thì giờ đến tôi vậy. Đây là lần cuối cùng tôi không muốn cậu gọi điện cho vợ tôi nữa. Có lẽ trong mắt cậu tôi là một kẻ tật nguyền, nhưng tôi dám chắc kẻ tật nguyền này có thể khiến cho Lâm Thị của cậu điều đứng và biến mất đấy. Không tin thì cứ thử. Nói rồi anh không quản đối phương có nghe và hiểu được không, Tần Phong ngắt ngay kết nối. Hai mắt Sở Sao mở to, sợ hãi nhìn anh chần chừ. Tần Phong xoay nhẹ điện thoại, mắt nhìn xuống. Sở Sao không biết anh đang nghĩ gì, càng khiến cô sợ hãi hơn nữa. Lại nghe giọng điệu anh điềm nhiên vang lên. Tôi đã từng nói với em, khi ở bên cạnh tôi, những thứ gì đã cũ, em nên ném đi tất cả. Anh ngẩng mặt, giơ chiếc điện thoại lên, cười nhẹ. Như là chiếc điện thoại này chẳng hạn. Bốp. À, Sở Sao chưa kịp hiểu ý tứ của anh, chiếc điện thoại đáng thương của cô đã bị anh ném vào tường, văng ra tung tóe, không còn hình dạng gì nữa. Sở Sao rụt cổ, sợ hãi hét lên. Cô rất sợ anh, như lúc này anh không nổi giận đùng đùng như những người đàn ông khác, nhưng sự bình tĩnh, nhẫn nhịn, còn có sự thâm sâu của anh khiến cô thật sự kinh sợ, nói không nên lời. Lại đây. Anh cất tiếng gọi, Sở Sao sợ đến mức chân tay bùn rùn. Em... Sở Sao lục lọi từng câu từng chữ trong đầu, sắp xếp lại nói với anh, nhưng chữ bay tán loạn, nghe cổ họng nghẹn lại, thế nào cũng không nói thành lời. Lại đây. Anh lại gọi cô lần nữa, lần này đưa tay ra, rất kiên nhẫn chờ đợi cô. Sở Sao cắn cắn môi, biết trốn tránh làm sao cũng không được, cô nhích từng bước đi về phía anh. Tần Phong liếc mắt nhìn lên đùi mình. Sở Sao hiểu ý, hít thở thật sâu, đặt mông lên đùi anh, ngồi xuống. Hai tay cô xoắn xuýt lại với nhau, đầu cúi nhẹ, hít thở không thông. Tần Phong choàng tay qua eo cô, anh vuốt ve nhẹ nhẹ, khiến toàn thân trên dưới Sở Sao nổi đầy gai ốc. Cốc cốc, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Vào đi. Tần Phong lạnh giọng. A Kiên mở cửa, thấy tình cảnh trước mắt, không khí quái lạ, điềm tĩnh làm như không thấy. Thiếu gia, lão gia và mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Tần Phong không quay đầu, dường như chẳng mấy quan tâm. Nói với họ, hôm nay tôi không qua được, để bữa khác. A Kiên đưa mắt nhìn Sở Sao đang ngồi trong lòng Tần Phong, thu nhanh lại ánh mắt của mình. Vâng. Rất nhanh rời đi, hiểu chuyện, khép kín cửa lại cho hai người. Sở Sao níu lấy cổ áo của anh, kinh hãi vì lời cự tuyệt của anh vừa rồi. Đây là do cô nên cớ sự mới thế này. Phong, làm vậy ông sẽ không vui. Tần Phong cúi đầu nhìn cô, anh vuốt lấy gò má có chút trắng bệch của Sở Sao. Em với Lâm Tuấn có ước hẹn gì với nhau? Đề tài kia chẳng khiến anh hứng thú dù một chút. Thật hẹn với cả Tần Sa cũng chẳng làm anh mảy may quan tâm. Làn môi hồng chuyển sang tái nhợt, nghe thấy câu hỏi của anh, còn ánh mắt sổ hút như vực sâu không đáy, làm Sở Sao lạnh hết khắp người. Cô lắc đầu trong vô thức.
Không có ước hẹn gì cả. Tần Phong nhíu mắt, áp sát khuôn mặt yêu nghiệt của mình vào sát mặt cô, hơi thở nam tính của anh khiến Sở Sau muốn thở dốc. Ngón tay anh mơn trớn cái miệng nhỏ nhắn có chút run rẩy của cô, trầm ấm khẽ nói. Thật sao? Nếu anh biết em nói dối. Chữ cuối anh kéo dài, trầm giọng, dù anh không nói hết câu, nhưng Sở Sao có ngốc cách mấy, cũng biết qua mặt Tần Phong, cô sẽ chết rất thảm. Sở Sao nức nở gật đầu. Thật mà, em không có nói dối anh. Vậy em còn chưa trả lời gì với cậu ta? Trả lời? Đầu óc Sở Sao mụ mị vì sợ hãi, vì những hành động sắc tình của Tần Phong. Nhớ lúc này, bàn tay ma quỷ của anh cứ không an phận. Sở Sao sợ hãi, chụp lấy tay anh, hai má cô đỏ ửng, miệng nhỏ nức nở. Đừng mà, em nói. Lâm Tuấn nói, nó muốn em làm bạn gái anh ta chờ em trả lời. Ánh mắt tà ác của người đàn ông chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh nước sắp trục trào. Anh hôn lên khóe mắt cô. Tại sao phải chờ? Sao lúc đó không trả lời? Hay em cũng có ý với cậu ta? Sở Sao lắc đầu nức nở, cô bị anh hù đến bật khóc. Bàn tay anh càng ngày càng quái ác hơn. Sở Sao kẹp chặt chân, ánh mắt to tròn cầu xin nghẹn ngào. Không có. Tại vì Lâm Tuấn không cho em trả lời ngay. Anh ấy muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng từ hôm đó em quên mất chuyện này, đều không có liên lạc với anh ấy. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn. Tần Phong im lặng nghe cô giải thích, anh liếm lấy nước mắt mặn chát của cô. Là thật. Hàng mi dài chớp nhẹ, Sở Sao gật gật đầu, vùi mặt vào cổ anh lấy lòng. Tần Phong ôm lấy bờ vai mảnh khảnh vẫn còn run sợ, anh há miệng nghiến nhẹ trên vai cô. Ưng. Cảm giác nhói nhói khiến Sở Sao bật lên tiếng than nhẹ. Giàu, anh nguyện tin tưởng em, nhưng mà... Dù là thế giới này, từ lâu anh đã mất niềm tin vào tất cả, anh chỉ tin vào chính mình. Nhưng bây giờ thì khác, nếu người đó là cô, anh sẽ nguyện tin tưởng. Anh để nhẹ Sở Sao ra, bắt cô phải đối mặt với anh. Sở Sao mở to đôi mắt long lanh, mang vẻ uể khuất, đáng thương, chờ đợi anh. Từ bây giờ cho đến sau này, anh không muốn thấy những chuyện như thế này nữa. Trong lòng em, trong mắt em, chỉ được có một mình anh, em hiểu không? Sở Sao ngây ngốc nghe lời bá đạo của anh. Lén giấu suy nghĩ, chính mình từ lúc giờ anh tức giận, có phải anh ghen hay không? Sở Sao hít hít mũi gật đầu, bây giờ anh nói gì cô nào dám cãi. Mà thật ra từ khi hiểu chuyện đến giờ, cô nào có để người đàn ông nào vào mắt. Đến tận bây giờ thì anh hoàn toàn chiếm trọn suy nghĩ của cô. Kéo lấy cô ôm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô, người đàn ông nhắm nhẹ hai mắt, chôn giấu lấy suy nghĩ của chính mình, chỉ là vòng tay siết chặt, như rằng ôm lấy cô gái trong lòng, thế nào cũng không thấy đủ. Không khí bàn ăn của Tần gia lúc này có chút căng thẳng. Sau khi nghe thông báo Tần Phong không thể đến, Tần lão gia phất tay ý bảo cả nhà dùng cơm, không một lời phiền trách hay nổi giận. Cử chỉ rõ ràng là bao che, mắt nhắm mắt mở cho Tần Phong làm càn mà. Cả nghĩ Tần Sinh càng nuốt cơn giận không trôi. Từ nhỏ bất cứ chuyện gì Tần Phong cũng được nuông chiều, đến mức bây giờ nó chẳng xem ai ra gì. Ngày xưa thì không nói đến, một người hô mưa gọi gió xem như tác phong của Tần Phong. Nhưng giờ thì sao, chỉ là một tên tàn tật vô dụng, chẳng còn gì nữa, hà cớ gì Tần Phong luôn chiếm thượng phong. Tần Sinh buồn bực đặt đũa xuống, đứng dậy trầm mặc nói. Xin lỗi cả nhà, con ăn không vào, con xin phép đi trước. Sinh. Cô Đàm Tuyết níu lấy tay anh, Tần Sinh gỡ tay cô ta ra, kéo ghế đứng dậy. Sinh, ăn xong bữa tối rồi hãy đi, con còn chưa ăn gì mà. Phụng Loan lén đưa mắt nhìn qua sắc mặt của Tần Cát.
cố gắng nhè mắt khuyên giải Tần Sinh, bàn tay còn đưa xuống bàn kéo lấy vạt áo của chồng mình. Tần Hải liếc nhẹ bà ta, trầm giọng: lâu lâu mới ăn tối cùng nhau, con ngồi xuống ăn đi, đừng lộn xộn. Không cần kêu nó nữa. Được rồi, không muốn ăn thì cứ đi đi. Người từ lúc giờ im lặng bất ngờ lên tiếng. Tần Cát lấy khăn giấy lau miệng, hướng mắt nhìn sắc mặt khó coi của Tần Sinh, ông lãnh đạm nói: làm đàn ông phải rộng lượng một chút thì mới làm việc lớn được. Hai tay Tần Sinh nắm chặt. Ngô Đạm Tuyết đứng bên cạnh cũng cảm nhận được hơi thở nặng trịch của anh ta. Đem trà lên phòng cho tôi. Tần lão xa nói rồi đứng lên ra lệnh cho người giúp việc, cũng không quản Tần Sinh ra sau, quay lưng lên lầu. Tần Hải cũng đứng dậy theo, sắc mặt tối đi. Nếu lần sau không muốn ăn thì đừng về, đừng làm cho ông nội con phiền lòng. Tần Sinh tức giận cãi lại: Bà cũng giống như ông, người làm bữa tối mất vui là Tần Phong, sao không ai trách nó mà cứ đổ lên đầu con. Sinh, bình tĩnh đi con. Phụng Loan bước qua kéo lấy tay anh ta. Tần Hải lắc đầu thất vọng: phận làm anh mà có chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đi chấp nhất với em mình, còn xem mình có xứng đáng là người đàn ông của Tần gia hay không. Bà. Tần Sinh nghẹn họng, tức giận hất tay hai người phụ nữ bên cạnh ra, đùng đùng bỏ đi. Tần Hải cũng không muốn quan tâm, khi thấy Phụng Loan y muốn đi theo, ông quát: mà kệ nó. Phụng Loan dâm dứt ngó theo, đưa ánh mắt cầu cứu Ngô Đạm Tuyết. Ngô Đạm Tuyết cầm lấy túi sách quay đầu: bác trai, bác gái, cháu xin phép. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, mùi rượu nồng nặc hòa vào cảnh sắc khiến người khác phải đỏ mặt tía tai. Tần Sinh như ma quỷ mạnh bạo đè Ngô Đạm Tuyết dưới thân, không ngừng mạnh mẽ tấn công. Sinh, em đau quá. Tần Sinh nào nghe thấy, đêm nay anh ta uống rất nhiều, bị rượu ngấm cả đầu óc. Ngô Đạm Tuyết muốn ngẩng đầu cầu xin lại bị anh ta lấy tay cố định vào thành ghế, không cho cô ta nhúc nhích. Mẹ nó, Tần Phong, thằng khốn, mày xem đi, ta đang chơi nát con đàn bà của mày này. Ha ha. Nghe những câu tục tĩu từ miệng Tần Sinh, cơ đầu nhói lẫn nhục nhã khiến Ngô Đạm Tuyết bật khóc nức nở. Buông ra, Tần Sinh, buông ra. Thấy cô ta vùng vẫy, Tần Sinh càng thêm nổi giận, giam hai tay cô ta lên đầu, anh ta mất cả lý trí, hét lớn. Sao? Tôi làm cô không sướng à? Hay trong đầu đang nhớ đến Tần Phong? Đồ đê tiện, tôi làm chết cô, chết cô. Không, không. Ngô Đạm Tuyết khóc thét lên, muốn tung người bỏ trốn, nhưng cả cơ thể đau nhức, là hét như thế nào cũng không thể thoát được. Nước mắt đầm đìa, làn môi bật máu, hòa vào đêm đen như địa ngục. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Để biết diễn biến tiếp theo của truyện, Thanh Hằng hẹn gặp quý vị và các bạn vào 19:30 tối ngày mai nhé. Để Thanh Hằng có thêm động lực, quý vị và các bạn cũng đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.